Thành phố này có gọi là thành phố hiện đại nhất thế giới chưa nhỉ? Chắc là không nhất thì nó cũng phải nhì đấy nhỉ. Có thể nói là một trong những thành phố hiện đại nhất thế giới. Đúng rồi. Đây ở các nơi. Ở các nơi ấy, khi mà mình chụp ảnh lên thì mình sẽ giơ là hai tay, nhưng ở Dubai phải là ba tay. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cứ liên tục, chưa được. Trải nghiệm tham quan vịnh Ba Tư các bạn nhé. Du thuyền bên tay trái là rất là nhiều mỹ nhân. Đấy. Bikini ác kiểu. Do lạc đà. Răng bông lạc đà. Răng bông lạc đà. Chiến đi. 1, 2, 3, yo. À con ô tô. Anh em thấy ô tô lội nước chưa? Này đúng là ở Dubai cái gì cũng có thể xảy ra các bạn ạ. Cái gì cũng có thể xảy ra luôn ấy. Ê. Ôi trời ơi, nó đâm luôn này. Cả nhà vừa mới ăn sáng xong các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà hôm nay em biết sao không? Vừa bước ăn sáng xong phát bước xuống đường ấy là gặp ngay em G63. Đấy. Bây giờ mình thấy cái sự giàu sang của Dubai rồi. Đây là anh em mình đứng đây thì cũng rất nhiều những cái tòa nhà gọi là chọc trời luôn. Nhưng mà vừa rồi anh thấy là có đấu giá một cái biển số xe của bên Dubai này, hình như biển số 7 sao nhỉ? Vâng, vừa rồi đấu giá bên này biển số 7 anh ạ. Thì tính ra chỉ giá là 12 triệu bảng Anh. 12 triệu bảng Anh anh ạ. Em thế nó rơi vào nó rơi vào bao nhiêu tỷ nhỉ? Còn đấy là gần 200 tỷ anh ạ. Ờ, sợ nhỉ, 12 triệu bảng Anh. Thế là nó... Nhưng mà 268 thì bao tiền? 268 là 68 xe của em thôi. Mấy chục triệu thôi. Này, ví dụ cái biển 24A26868 thì bên này bao tiền? khoảng tầm 50 triệu anh ạ. 50 triệu gì? 50 triệu Việt Nam đồng. Nói tóm lại là bây giờ thì mình mới thấy bắt đầu thấy là cái sự xa hoa của Dubai rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi tham quan ở đâu em ra nhỉ? Đã, bây giờ đoàn thì mình sẽ đi tham quan bảo tàng tương lai ngay đối diện nhà mình đây anh ạ. Bảo tàng tương lai thì được mở cửa vào ngày 22 tháng 2 2022 để kỷ niệm cho 50 năm thành lập đất nước, năm 1971 đến năm 2021. Nếu mà trên thực tế ra thì họ phải mở cửa vào ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021, cái ngày mà họ nó gọi là ngày quốc khánh của họ. Đúng vào ngày 50 năm ngày quốc khánh, nhưng mà vì cái đại dịch Covid ấy, chính vì vậy thì họ không thể mở cửa vào ngày đó, và họ đã chuyển sang một ngày đẹp hơn. Đó là ngày 22 tháng 2 2022. Cái bảo tàng tương lai nó bao gồm 7 tầng. Vâng, bao gồm 7 tầng bên trong, mỗi tầng đại diện cho một khoa. Vâng. Và nó kỷ niệm cho cái việc là tiếp tục họ lại một cách mạng mới là tiếp tục phát triển đất nước trong vòng 50 năm tiếp theo. Vâng. Ngày phía trước anh mình đây. Nhưng mà ở trong đấy là 7 tầng này thấy bảo là cái công trình thiết kế này là được gọi là kỷ lục đấy, là một trong những thiết kế gọi là đúng là đến từ tương lai luôn đấy. Thì là đẹp. Họ đang nói rằng cái bảo tàng tương lai này được đánh giá là tòa nhà đẹp nhất hành tinh hiện tại. Bản thân các anh nhìn nó giống, nó nhìn nó một hình tròn nhưng mà giữa đúng không? Như quả trứng. Nó như quả trứng, nhưng mà trên thực tế nếu mà để nó nhìn như một con mắt. Nó lại gọi là tầm nhìn Dubai. Tầm nhìn Dubai. Đấy, vâng, nhìn tầm nhìn của Dubai. Bây giờ mình sẽ lên xe ô tô và phi sang gần bên đấy. Bên này thì cũng có một cái tòa nhà đang xây dựng, nhưng mà phải nói là ở đây họ làm toàn lắp ghép mà nhìn cảm giác rất an toàn, chả cần phải che chắn cái gì cả. Đấy, các bạn nhìn đây, tuyệt vời. Nếu mà khi đến với Dubai ấy, thì nó rất nhiều những cái nhất. Đấy, thì hôm nay mình đi đến cái công trình gọi là đến từ tương lai, sau đó mình đi tòa nhà cao nhất à? Mình sẽ đi khách sạn Cái Bồm anh ạ. Khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới. Khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới. Cái gì nữa? Sau đó thì có thể mình sẽ sắp xếp mình đi đảo cọ ngay gần nó luôn. Cũng là một công trình. Thôi rồi, nói chung là cứ nhờ em Tùng sẽ đưa anh em mình đi. Dạ. Đấy, okay. Dần dần từ từ. Vâng. Okay. Hương thấy sao? Thấy đấy đẹp không? Anh Hải ơi, nhưng mà đề cao anh đừng có mà ngoái ngoái lên đếm lên tầng nhé. Thôi lúc đau hết cả cổ. Mình từ nãy giờ đếm từng tòa nhà một, nhưng mà các bạn ạ, là cái tầng nào nó cũng cao. Đấy, vừa mới nhảy được quả kính của thằng cô em driver, hướng dẫn viên. Các bác nhìn thấy uy tín hẳn không? Nhá.
Vừa mới đi ra ngoài mà thấy cái sự xa hoa, cái sự đô sộ, nói chung là một thành phố gọi là đẳng cấp thế giới đấy. Thành phố này có gọi là thành phố hiện đại nhất thế giới chưa nhỉ? Chắc là không nhất thì nó cũng phải nhì đấy nhỉ. Có thể nói là một trong những thành phố hiện đại nhất thế giới. Đúng rồi, một trong những thành phố hiện đại nhất thế giới. Ở đây mà cứ ngoái lên nhìn các cái tòa nhà cao tầng này mà đau hết cả cổ, đúng không? Người đầu rơi cả cái mũ cối không? Ừ, đếm tòa, đếm tầng rơi cả mũ. Ở bên mình thì nó chỉ là một số những cái tòa nhà thôi, nhưng mà ở đây là nó liền nhau hết. Thế chắc là ở cái này ở dưới tầng hầm của nó nhỉ, nó phải là cái kiểu dạng nhiều cái trung tâm thương mại lắm vậy nhỉ? Ở đây rất nhiều cái trung tâm mua sắm thương mại anh ạ. Ở dưới lòng đất đúng không? Không, nó nằm một khu, một tòa hẳn một tòa cơ. À. Thì nó mới đủ sức chứa. Ví dụ như là cái trung tâm mua sắm. Chú cứ lên kế hoạch này cho anh đi tất cả các nơi nhá. Nhất trí anh. Chỗ nào cứ nhất này, khách sạn cao nhất, tòa nhà cao nhất, nhà hàng cao nhất rồi. Đã. Cứ cái gì nhất để anh quay chia sẻ mọi người. Mai là ngày thần tài, cho nên cho anh Hải sang anh mua được cân vàng. Mua được cân vàng mà. Hợp lý đấy anh ạ. Này em là các anh, nó đang có cơn mưa này. À. Nếu mà mưa ở Dubai thì cái điều nó rất là lộc lá nhá. À. Tại vì một năm nó chỉ có 1-2 cơn mưa thôi. À. Có thể là đến 3-4 cơn mưa là cùng đi đúng không? Ừ. Vừa rồi nó có một cái trận bão ở đây khủng khiếp ngay. Lụt, à. Xe cộ hỏng hết. À, thế vì nó không có hệ thống cấp thoát lũ. Ừ. Thế thành ra khi mà có những cơn bão, bản thân Dubai ngày xưa nó xây dựng rằng là nó không nghĩ đến cái việc mà nó lại mưa nhiều thế như bây giờ, thay đổi khí hậu. À. Bây giờ nó biến đổi khí hậu, nó mưa nhiều, nhiệt độ càng ngày càng mát hơn, dễ chịu hơn. Ừ. Mưa nhiều hơn. Nhưng mà ngày hôm nay là khả năng mưa cao đấy nhỉ? Đấy, đang khả năng là có mưa cao đấy anh nhỉ. Ừ. Mưa được thì lại rất là tốt, có lộc. À, có lộc rồi. Mình đầu năm mà xuất ngoại như này là cả năm may mắn đấy, đúng không? Mình lần này đi chủ yếu sẽ quay về khoảng đường xá để cho các anh em cùng ngắm xem là cái thành phố nó ấy là. Thằng này lao hơi tít đấy nhá. Đây con xe đấy thì đâu thì phải chạy xe khách. À. Đúng là ở đây người ta gọi là cái gì? Gần nhà xa ngõ. Đúng rồi, anh đi bên kia đường sang đây, nếu mà nó nói tắt đường khá là phải 20 phút sang bên đây. Ừ. Ở đây có khu nào mà nó có nhiều siêu xe em? À, có đấy anh ạ, nhiều. Ừ. Đấy, dọc cái đại lộ đi xuống khoảng tầm 10 cây nữa. À. Là nó có toàn showroom chuyên bán về siêu xe. À không, ý anh nói là chỗ nào không? Xe đậu nhiều siêu xe đấy ạ. Ừ. Đậu nhiều siêu xe xuống thành phố Marina nhiều. Ừ. Biển Emirates Tower này. Đây bên tay phải các anh em chia sẻ là cái khách sạn Jumeirah này là một trong những khách sạn cao nhất thế giới hiện tại. À. Cao 356 mét. Ừ. Là trong dưới khách sạn đó là khách sạn cao nhất rồi. Ừ. Còn cái khách sạn cánh buồm là cao 321 mét. Ừ. Cao thứ 3 thế giới. Ồ. Còn cái em cái tàu điện ở phía trên này thì em bảo là đây là tàu điện cũng không có người lái. Tàu metro không người lái, dài nhất thế giới. Dài nhất thế giới. Ở đây cái gì nó cũng xếp vào sang kiểu nhất thế giới các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là chắc không có loại, không có cầu kính dài nhất thế giới đâu đúng không? Nào, cầu kính dài nhất thế giới. Thua Việt Nam mình ngay nhé. Đi Dubai thì các anh sẽ nghe rất nhiều cái câu chuyện hướng dẫn viên cứ nói đi nói lại cầu nhất thế giới. Ừ. Cái này không phải là hướng dẫn viên nói phép nhiều nhất thế giới mà trên thực tế nó như thế. Đã xác định xây dựng là đối với người Dubai đang nói rằng đã không xây thì thôi. Ừ. Là phải xây số 1. Ừ. Còn từ số 2 đến số 100 thì vẫn đứng song số 1 nên là không có ý nghĩa gì cả. Rồi. Đã hiểu. Đẹp thế nhỉ. Ừ. Đâu, biểu tượng Dubai đâu? Đây là cái này này. Cái này bây giờ biểu tượng mới nhất của nó rồi này. À. Bây giờ mình phải lên trên này. Không mà lên trước đi. Cái này là mình mua vé vào đây là phải mất vé. Đặt trước bao lâu thì được em? Đặt trước 1 tháng anh ạ. Đặt trước 1 tháng mới vào đây được à? Vâng. À. Bây giờ là mình ở bên ngoài đúng không? Ừ. Vâng, mình tham quan khuôn viên bên ngoài ạ. À. Chứ mình không được vào trong. Vào trong là 15 phút nữa. Mình vào không gian bên trong. 15. 9 giờ thì phải để em kiểm tra lại. À.
Nhưng mà mình chỉ vào khuôn viên bên trong chứ mình không được đi lên trên đúng không? Đúng rồi, 9:30 mở cửa cơ. Ờ. Đẹp ghê nhỉ. Hả? Đất nước mọi người đến mà chim chóc đứng đầy đường. Vâng, đấy. Chim cò ở đây là cứ bay tít thò lò luôn. Này em nói em giới thiệu các anh thêm một cái rất quan trọng của Dubai này. À. Mặc dù là cát và sa mạc. Ừ. Nhưng mà các anh nhìn thấy cái hệ thống tưới tiêu nó rất là tốt. À. Dubai phát triển, Dubai và Abu Dhabi họ dành rất nhiều tiền để phát triển cái việc mà hệ thống tưới tiêu này. À. Bất kỳ cái gốc cây hay cái bãi cỏ các anh đi qua đều có đường ống nước đen tưới nước đi qua. À. Thì nước này là nước thải trong thành phố đi qua nhà máy đã qua xử lý xong tưới. Nhưng trong trường hợp mà không đủ cái lượng nước đấy để tưới cho cây hàng ngày thì họ phải làm nào? Họ phải dùng nước sạch, nước sạch mà mình dùng để hệ thống tưới tiêu. Ừ. Đó, vâng. Thì nước ở đây chủ yếu là nước lọc từ nước biển ra. À. Công nghệ lọc nước biển. Lọc từ nước biển. Đúng rồi, vâng. Quá là đỉnh. Cái hàng ngày cứ buổi này. Sáng có tưới một lần. Các bạn nhìn thấy không? Hoa ở đây này. Nhưng mà được tưới tiêu đấy, bằng gọi là tự động hết luôn. Nhà nào nhiều cây là giàu. Đấy, nó trở lại câu chuyện nhà nào nhiều cây là giàu. Mình có cái trang trại rất là nhiều cây. tùm luôn. Đấy. À. Nhìn cái hình bên ngoài đấy là tất cả nó đều là cái chữ Ả Rập, nó cách điệu nó nối vào nhau các anh ạ. À đây là cái bảng chữ cái của Ả Rập. À nó cách điệu lên đúng không? Nối vào nhau. Vâng. Đẹp quá nhỉ. Riêng mấy cái cột sắt ở đây cũng uy tín cơ. Nhìn nó chắc chắn. Chống được cả xe tăng đúng không? À ở đây là được phủ cái này giống như kiểu là cái rau ngổ bên mình ấy nhỉ? Giống cây ngổ. Đây các anh nhìn này, cái hệ thống tưới tiêu nó có hết bên trong này. À. Cái chỗ này là mới trồng lại này này, cả khuôn viên nó trồng lại này. Chắc là nó bị tam đi người ta trồng lại cho nó xanh đúng không? Tuyệt vời. Các anh có để ý một cái điều là thành phố nó rất là sạch đúng không? À. Đi không nhìn thấy rác đúng không? Bất kỳ điểm nào cũng thế nhá. Lấy đâu ra rác? Thông báo với anh em là vừa rồi mình được nhắc nhở là chỗ này là không được phép sử dụng máy quay chuyên nghiệp mà sẽ chỉ được phép sử dụng điện thoại thôi. Đấy nên là cái hình ảnh nó hơi mờ nên là mong mọi người hết sức thông cảm nhé. Đấy. Đây ở các nơi ấy, khi mà mình chụp ảnh lên thì mình sẽ giơ là hai tay nhưng ở Dubai phải là ba tay. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Giờ ba ngón tay nhá anh Hải nhá. Hả? Đây. 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 À. Đây 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 đây. Đây là tàu điện đây. Đấy. Không người lái đấy hả? Tàu điện không người lái. Thế là đến ga là dừng luôn. Đến ga thì nó có hệ thống kiểm soát đằng sau hết rồi. À. Vé ra để đi Dubai cái này rất là rẻ các anh nhé. Đi một chiều dài hết một đầu của Dubai, 75 cây số thì hết khoảng 100.000 tiền tiền. 15 đi ham. Đi theo từng chặng một, có 4 chặng. Cứ mỗi một chặng như vậy thì lần gần nhất em đi thì khá lâu rồi. Đây là tầm gần 50.000 tiền giá đi như vậy. À. Và cái này cái đây là một trong những cái phương một trong phương tiện giao thông rất là hữu ích tại vì mật độ dân số đổ Dubai là khá đông nên là cái việc mà đi ô tô nó phải bắt đường rất nhiều nhưng mà cái việc mà đi tàu điện hầu như không phải bắt được đó chính vì vậy điều này nhưng mà mùa du lịch mà cao điểm nhất của Dubai này là tháng nào từ tháng 10 cho đến tháng 5 anh tháng 10 thôi anh em mình sẽ đứng ở đây xếp hàng để chờ đến lượt chụp ảnh ở khu vực này các bạn nhé. Đấy, đây là một địa điểm check in nó giống như kiểu là nhà thờ đá Sapa ấy các bạn ạ. Ở đây là mình có một... Ở đây là mình có thể đi một vòng được à? À. Mặt trời cho mọi người chụp ảnh nè. Ấy mặt trời bắt đầu lên rồi đấy anh ạ. Đây. Rất đông các du khách cũng đến từ mọi nơi cũng muốn chụp kiểu ảnh lưu niệm. Đây là chắc là cũng các thành phố khác đúng không? Đây là các bạn có du khách như là du khách từ Indo này.
Ấn Độ này, anh nhìn bên kia là Ấn Độ này. Indo thì thường là các bạn sẽ đi sang thành phố Mecca trước, với nhà là Saudi, thành Hương. Sau khi kết thúc chuyến hành hương thì đó là các bạn sẽ về đây tham quan trước, ở đây là quay về Indo. Và đa phần người Indo đều theo đạo Hồi. Trong cái câu chuyện về đạo Hồi là ít nhất một lần trong cuộc đời họ phải hành hương ở thánh địa Mecca, cái nơi đầu tiên của tôn giáo đạo Hồi ra đời, họ phải hành hương ít nhất một lần trong đời. Thì mới kết thúc cái sứ mệnh của trọn vẹn của người đạo Hồi. Bất kỳ thời gian nào có thể những trẻ đi được cái định dạng được làm sao trước khi mất kết thúc cái... ít nhất một lần trong đời đúng không? Đến đây giờ thì mình cũng muốn vào để xin chiếu ảnh. Vừa đi một vòng rồi, bây giờ đang vòng về phía đằng sau rồi các bạn ạ. Đó là tòa nhà mà mình muốn đi qua, nên là thôi sử dụng tạm cái điện thoại quay. Nó hơi rung lắc tí thì mong mọi người thông cảm nhé. Vì ở đây họ không cho phép, mình phải tôn trọng luật pháp và đất nước của họ không rồi. Lúc họ lại bắt xóa hết những cái video của mình quay thì nó phí đi. À, cái khách sạn này cao nhất thế giới kìa. 356 mét. Quá nhiều cái nhất luôn nhỉ. Nhìn ở ngoài các bạn quay này, nhìn cái tòa nhà này nó nhỏ nhưng mà thực sự để mà đi vòng quanh mới cả. Nhìn cái nó rất là to nhỉ. Quá to luôn. Nhưng mà đẹp. Quá đẹp. Đây cọ này. Mình còn đi cả đạo cọ luôn nhá. Land Rover. Đấy, hôm nay Tháp Tùng anh Hải đi gọi là Dubai. À, ở đây nó có cái hồ nước này em này. Bạn bè cá coi nhà hàng đấy. Không về cơ. À, góc đẹp nhất là đứng ở đâu? Đứng bên này sang à? Ồ đúng, đây đẹp đấy. Hả? Hải đứng giữa đây một cái này. Em ơi, anh chụp em một kỷ niệm cái Dubai cái. Nào. Ok em. À đúng đúng rồi đúng rồi. Chỗ này có vẻ đẹp đẹp đấy anh ạ. Đúng vào cái hình. Nào, cười tươi nhá. 3 2 1. Rồi, quá đẹp. Em ơi, em đứng đây anh chụp cho em cái nha, nó phấn khởi cái. Đây, giữ nguyên thế này nhá. Thằng em đây, anh chỉ cầm cái này. Ra từ lùi tí nữa anh ạ, lùi tí nữa. Đi lên đầu đi. Cứ liên tục, chưa được. Chưa được, thấy đẹp. Rồi, 3, 2, 1. Ok, quá đẹp luôn. Ảnh này là anh ấy bán đấy. Tí, sau này mà nhập bia là phải thật nhanh nhá. Ship, khi nào mà anh bảo là ship ngay cho 500 thùng là phải luôn vào ngay chứ không phải nào mà chậm trễ đâu. Cái vị trí này rất đẹp, phải nắm được lại không ai. Trên thì nó có một quán cà phê rất là hay. Thế mở cửa mình có thể mình lên trên mình uống cà phê góc trên kìa. Góc kia có một cái view rất đẹp. Nhưng mà đấy được cho lên tự do gì? Cái đấy được phép lên tự do anh ạ. Thôi được rồi, bây giờ thì anh em mình đi qua bên kia đi. Chứ mình thực ra là không có thời gian để đi cà phê đâu. Thì còn quá nhiều cái điểm đẹp ở đây ấy, muốn tham quan. Mình mê lại là bản thân mình cũng chả biết uống cà phê. Không phải là không thích mà là không biết uống. Không như kiểu Phạm Dũng, Phan Diễm, nó không uống cà phê nó nghiện thì thôi rồi. Hay mình đi vào đây được mà đúng không? Bây giờ mấy giờ rồi? À, đây nó không phải là nhiều nước đâu. Mà nó chỉ một chút nước thôi. Nhưng mà nó là hệ thống đèn rồi nó phản chiếu ấy, nên là rất là đẹp. Đằng kia có mấy chấm giống như kiểu là cái gì nhỉ, âm dương ngũ hành ấy, đúng không? Đẹp quá các bạn ạ. Đây này các bạn nhìn thấy chưa, mấy cây cọ nó in móng xuống dưới này này, rất là đẹp luôn. Anh em mình là một trong những người đầu tiên đi vào bảo tàng. Yeah, thank you.
Hai bên mùi hương tinh dầu thơm không? Ồ, vào đây có một cái mùi hương tinh dầu thơm nhỉ? Đúng không? À đây này, họ có cái chỗ mà khu chiết xuất tinh dầu luôn này em này, đúng không? Theo sở thích của mình đúng không? Anh sẽ bấm vào cái bảng tử cái anh thích cái mùi gì, mùi gì cái loại gì anh hay thích. Rồi xong máy tính nó sẽ tự tổng hợp nó lại viết ra cho mình cái mùi tinh dầu đúng như mình mong muốn. À. Thang máy có những ký tự chữ ở trên này. Đấy, xong rồi nó phản chiếu đây. Trên nó 7 tầng anh ạ. 7 tầng. Đây này, 7 tầng được các bạn ạ. Nhưng mà không biết là anh em mình có đặt vé được không? Cứ hỏi xem có đặt vé được không? Đặt không được anh, em không đã được. Kiểm tra trước đấy lấy rồi. À. Phải sau một tháng nữa mình có vé để đặt được. À đây là họ có những chỗ rồi đúng không? Họ đều đặt hết rồi. Tất cả mỗi lần cái chỗ này nó chỉ cho vào là 20 người thôi anh. À. Sau tiếp theo 15 20 phút thì cho một lượt tiếp theo lên. Cho nên là không để cho ồ ạt vào, là người ta không để có cái thời gian để tìm hiểu. Ừ. Như vậy là sao luôn luôn trong cái tình trạng thay vé này. Có nhiều là bảng chữ cái của chữ Ả Rập này. Cái cầu thang này này cũng đẹp này anh em nhìn này. Anh em nhìn này. Anh em nhìn thấy cái cầu thang chưa? À. Cầu thang rất là đẹp luôn. Mình phải dùng cái 0.5 này nó mới hết được ở trong này. Đâu? Đâu? Bây giờ mình không được đi lên trên để ngắm thì mình... Ở đây là những người phải đặt vé trước rồi cả tháng rồi họ mới vào đây được. Đấy, còn... À. Bây giờ anh em mình review tạm cái nhà vệ sinh nam của anh nhỉ. Xem là nhà vệ sinh đến từ tương lai nó sẽ như thế nào. À. À. Sạch nhỉ. Đó. Đây là đài đi chứ đúng không? Ờ, đó. Nhìn cả đám mày rất là hiện đại nhỉ. Đấy, anh Hải nhìn đi chưa? Cho rửa tay này. Ở bên này họ có nhiều nước đâu. Nên là ít nước nên phải cần quá đẹp luôn. Yeah. Very nice. It's like come from the future, yeah? So future museum, that's why future museum. Exactly, right? Bảo tàng tương lai nên là mọi thứ là kiểu đến từ tương lai. Dưới là hệ thống sưởi. À, soap, yeah. Make you dry hand, yeah. À. Anh vừa đóng hệ thống này để anh em dọn dẹp. À. Thế nên nó nhìn rất là hay, rất đơn giản. One more thing, your hand is washed, okay? À, nó hướng dẫn mình à. À, lên. À, đấy. Nha, hôm nay đi mở mang tầm mắt nhá. À, mà khâu cái khâu vệ sinh ở đây nó cực kỳ là nhanh luôn. Đúng không? He's not still put the water because you put the water still his color is going. That's yeah. Why we are clean this. Very fast, yeah. So your job are more easy. Bảo nó vệ sinh dễ này, công việc thằng này nó cũng đơn giản hơn. Thank you. Yeah. Đấy. Vừa review cho anh em quả vệ sinh đến từ tương lai rồi. Anh Hải hôm nay sướng nhá. Thấy nó làm bằng inox này, sướng kìa. Không nhưng mà nó cũng hiện đại. Hiện đại đúng không? Hiện đại quá. À còn đây là mấy cái chữ á. We may not live for hundred of year, but the product of our Christ's live legacy long after we gone. Yeah. À, tạm dịch. Chúng ta sẽ không sống cả trăm năm. Chúng ta không sống hàng trăm năm. Nhưng chúng ta sẽ tạo ra được những cái giá trị hàng trăm năm. À, rồi. Tương lai không chờ đợi chúng ta. The future I belong to the who can im tưởng tượng ra nó thiết kế ra nó design ra it and execute is tương lai không chờ đợi. Nói tóm lại là mình tiếng Anh của mình thật báo luôn với anh em là không đọc được, đọc chỉ ngáo ngơ thôi. Nó nói luôn thế cho nó lép. Cái chữ Ả Rập Hải cái chữ Ả Rập này chuẩn theo của nó là đúng như này.
ký tự là để như thế này. Ừ. Em để một viết này đúng là đến chắc mình học thêm 100 năm nữa góp nát có mì tôm đến từ sợi chắc không học được. Ừ. Không, nói chung là cũng thực tế là tiếng Việt Nam mới là khó học đấy. Tiếng Việt Nam nó nhiều cái từ ngữ nó khác nhau, nhưng mà chữ viết thì nó cũng mình nhiều nghĩa, nhiều nghĩa, nhiều từ thôi. Thế là ví dụ bố thì gọi là ông bố đấy. Thôi có khi là mình đi ra để di chuyển đến địa điểm khác. Xin chào Bảo tàng đến từ tương lai, hy vọng là sau này Hải quay lại với gia đình thì sẽ nhờ em Tùng đặt vé trước cho. Đấy, còn hôm nay là mình không có duyên để đi lên ngắm 7 tầng phía trên thì mình đứng dưới quay chia sẻ các bạn thôi. Còn bây giờ thì tiếp tục di chuyển. Quay được giám đốc công ty du lịch đưa đi đây Hải ạ. À, Tùng giám đốc công ty du lịch à? Em hay làm những cái chương trình nhỏ. Cũng vừa em kết hợp cả với bạn em. Là cũng là mình kết hợp cả hai bên. Những đoàn to thì cần số lượng hướng dẫn viên nhiều, rồi cần cái điều hành mạnh thì lại mình phải kết hợp với cả bạn của mình. Mình rất thích ngồi trên xe mà ngắm cảnh cái cảnh này đấy. Cái đại lộ đẹp nhất đấy, các anh sẽ đi đi lại rất nhiều. Đây là đại lộ à? Vâng. Đại lộ xinh xinh. Cái đại lộ này luôn này. Cái đại lộ này nó thể hiện. Vâng, cái đại lộ này nó thể hiện cái sự gọi là phồn vinh, cái sự xa hoa sang trọng. Đây các anh nhìn bên đây ấy nhá, tay trái mình đây. Ừ. Đây chính là tòa tháp cao nhất thế giới này. Đâu? Đây, à, ô, kìa, mây lưng chừng kìa. Mây nó các bạn nhìn cái tòa tháp cao nhất thế giới kia chưa? Đứng đằng sau đấy, mây nó còn đang. Tòa nhà này cao 830m các anh. 800 á? 830m. 163 tầng. Tổng chi phí của nó là để xây dựng cái tòa tháp này là 1,5 tỷ đô. 1,5 tỷ đô. Anh thấy không? Mây ở lưng chừng giữa kìa. Ừ. Dọc đây rất nhiều các tòa nhà nổi tiếng này, mình nhìn thấy cái tòa nhà đôi này, khách sạn Sofitel này. Giống cái khách sạn cánh buồm, nó tòa nhà du thuyền ở trên nóc này đúng không ạ? Ừ. Bên Sinh có cái tòa như này. Sofitel. Cái khu vực này là khu vực downtown. Chủ yếu bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2000 và gần như hoàn thành vào năm 2009. À. Cái này có khu phức hợp 20 tỷ đô, bao gồm tòa tháp cao nhất thế giới này, trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới này, nhạc nước bắn cao nhất thế giới này, bể thủy cung trong nhà lớn nhất thế giới này, nó nằm hết bên này này. Còn dọc đây khu vực này Business Bay chủ yếu tập trung là các cái văn phòng, các công ty tài chính hành chính nó nằm đây nhiều. Đẹp quá nhỉ. Đây là một trong cái điểm thu phí trên cao các anh nhìn đây này. Mỗi lần đi qua đây nó trừ 4 đồng là hết 25.000 tiền Việt này, chỗ này này. Đây là cái thu phí này. Camera bắn thẳng cái thu phí đây, họ cũng rất là văn minh nhỉ. Không còn phải barrier cái gì cả đúng không? Đi qua quét bẹt phát là xong. Đây có cái tòa nhà rất độc đáo các anh, hai tòa nhà tháp đôi. Tòa nhà khách sạn Marriott. À. Một tòa là khách sạn, một tòa là căn hộ cho thuê lâu dài. Cũng đều trực thuộc quản lý của tập đoàn Marriott. Đây này có 3 khách sạn đối với nhau. Hilton cái này, bên này hệ thống khách sạn nhiều nhỉ? Tại vì cái nó là thành phố du lịch các anh ạ. Cái lượng khách đổ về đây các anh, em nói anh là năm 2017 họ ước tính rằng có khoảng tầm 109 triệu lượt khách ghé thăm một cái tòa nhà trung tâm mua sắm. Nó bằng cả cái dân số Việt Nam mình đúng không ạ? Đông, đúng không? Đấy, vẫn tiếp tục xây dựng rất nhiều các tòa các anh này. Căn hộ là các anh mua được các anh nhé. À. Căn hộ 2 phòng ngủ nhiều khi nó chỉ rơi tầm là 10 tỷ đến 15 tỷ cho một căn thôi. Nhưng vị trí đắc địa như này khác phải tầm gần 20 tỷ. Nhưng mà mình mua thì mình không ở, mình cho thuê cũng được. Được anh, căn này cho thuê thì phải được tầm phải được gần 1 tỷ một năm thì cho thuê. Ừ. Nhà mua khoảng chục năm là ok. Còn ở dưới này là downtown rồi đúng không? Dạ. Đi qua đấy là đi qua downtown rồi anh ạ. Ừ. Bên khu vực này nó chuyển sang khu vực của Ancus rồi. Đây nhiều rất nhiều showroom mô tô này. Ancus bên này, còn bên tay phải thuộc Jumeirah. Bên gì? Quận yeah. Jumeirah bên này. Vâng. Jumeirah. Vâng. Bên này là nhiều showroom mô tô. Đây là mình đang đi đâu đây? Mình đang đi sang khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới. Khách sạn cánh buồm. Nhưng mà anh tưởng nó ngay đằng kia mà. Không, nó nằm bên biển anh ạ. Nó nằm ở biển. À, nằm phía biển à. Để nói về khách sạn 7 sao này phải chia sẻ với các anh là
trước năm 1993 ấy, thì Dubai nó hầu như nó chỉ có mỗi cát, sa mạc và bãi biển Vịnh Ba Tư thôi. Ừ. Chính vì vậy mà nếu nó muốn phát triển cái ngành công nghiệp không khói ấy, thì nó rất là khó, đúng không? Và chính vì vậy họ phải đưa ra một cái quyết định là họ làm một cái gì đó phải độc đáo, đúng không? Cái nhân tạo mà phải là thực sự thu hút. Và chính vì vậy thì họ đã mời những kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới để thiết kế cho họ một cái bản thiết kế khách sạn làm sao phải độc đáo nhất, đắt nhất, đúng không? Thì trong đó có cái ông kiến trúc sư nổi tiếng Tom Ray, chuyên đi xây dựng các tập đoàn khách sạn 5 sao trên thế giới. Thì ông mới thiết kế ra, ông ngồi bãi biển và ông nhìn những con thuyền đánh cá của người Dubai thời điểm đó là đang ở ngoài Vịnh Ba Tư. Thì đúng là cái mong muốn của ông là muốn xây dựng một cái khách sạn nào đó có cái nét truyền thống của Dubai. Thì họ nhìn những cái chiếc thuyền đánh cá đó, cái thuyền đánh cá của người bản địa ngày xưa nó gọi là đào hul, đúng không? Thì nó hình cánh buồm. Cánh buồm thì chính vì ông phác thảo và Dubai yêu cầu là nếu mà để nói rằng là khách sạn cánh buồm thì lại phải yêu cầu các ông làm sao mà xây dựng ở ngoài Vịnh Ba Tư cơ. Thì nó giống như cánh buồm đang dương gió, chứ còn nếu ông xây dựng trên đất liền lại không ý nghĩa gì cả, đúng không? Đúng rồi. Thì lại phải chỉnh sửa lại bản thiết kế rằng là xây dựng nó cách đất liền. Anh nhìn từ xa thì nhìn từ xa mình đã thấy nó rồi đấy. Kia rồi, nhìn thấy rồi. Anh ra này họ phải quyết định là xây dựng nó ở ngoài Vịnh Ba Tư. Và mất 3 năm liên tiếp để xây dựng mỗi cái nền móng của cái đảo nhân tạo các anh nhé. Họ dùng bằng 230 cọc bê tông mà nén sâu dưới đáy biển đấy. Tầm hơn 30 mét. Xong để tạo ra vững chắc, xong là còn 3 năm còn lại là xây dựng khách sạn này. Cái tổng chi phí khách sạn này nó còn đắt hơn là cái xây dựng cái tòa tháp cao nhất thế giới các anh nhé. Yeah. 1,6 tỷ đô để xây dựng cái khách sạn này. 7 sao này. Hơn 100 triệu đô. 1,6 tỷ đô. Hơn 100 triệu đô. Nó được mở cửa vào năm 1999, nghĩa là cách đây là và bao nhiêu, bằng 99 là năm nay là 25 năm rồi, đúng không? 99 đó, vâng. Đúng rồi, 99 là 25 năm rồi. Nhưng mà đến bây giờ nó vẫn đang là một trong những khách sạn mà sang trọng nhất ở Dubai. Em có biết là cái phòng đắt nhất ở khách sạn này là nó khoảng bao tiền? Theo em được biết, lần gần nhất anh kiểm tra thì anh thuê cái phòng penthouse của nó ấy, thì nhiều khi mình còn được lựa chọn cái dịch vụ là đưa đón trực tiếp vào trực thăng. Nó có Rolls Royce, cái gói đặt kèm của họ, đúng không? Ngoài ra cái thằng penthouse như vậy thì họ hay thuê khoảng 3 đến ngày, 2 đến 3 ngày chứ họ không, hầu như không cho thuê penthouse một ngày. Và chi phí nếu những cái phòng penthouse như em kiểm tra gần nhất là rơi gần 1 tỷ trong một đêm. Trong một đêm là 3 ngày. Tất nhiên rằng là những cái trả số tiền rất lớn như vậy thì các anh được rất nhiều các cái dịch vụ nó chăm sóc rất là kỹ này, đúng không? Nó có butler service, anh các biết, các anh đều biết là nó là một trong những trong khách sạn nó gọi là quản gia, đúng không? Luôn luôn túc trực là để chăm sóc mình, luôn luôn có bạn túc trực 24 giờ. Thôi nhưng mà nếu mà 1 tỷ thì mình xin phép mà đứng ngoài ấy thôi. Ngó thôi. ở 3 đêm là mất miếng đất nữa. Mất toi. Thấy không anh nhỉ? Mua đất. Đây họ cũng không cho xây nhà cao nhỉ, chỉ thấp này thôi nhỉ. Dạ. Đây là khu vực dân được cấp đất ngày xưa của người bản địa đấy. Jumeirah này thì hầu như là chỗ này là không bán rồi. Và những cái nhà dân ở đây thì thực tế ra thì những người ở đây họ không xây quá 3 tầng, nên anh cứ nhìn thấy các công trình ở đây. Tại đất quá rộng. Thường thường là cái đất của được cấp nhà này nó rơi tầm 220m cho đến 300m. Với diện tích đó thì các bạn có thể xây được 5 đến 7 phòng ngủ trong rồi. Và không có nhất thiết là phải đi bộ nhiều lên tầng. Đẹp nhỉ, phải nói là ở đây họ quy hoạch rất là bài bản. Dạ. Chỗ nào mà thích nhà cao tầng thì đến khu chuyên nhà cao tầng, đúng không? Đúng rồi. Còn bên thấp tầng thì là thấp. Mà điện đó mà không, nó dưới chạy ngầm rồi mà lòng đất hết. Dạ. Đất thổ cư đấy. Nhưng mà có một cái rất quan trọng ở đây là những cái đất thổ cư như này là các bạn chỉ được phép ở, không được phép kinh doanh. Cái nhìn nó không có nhà nào kinh doanh đây đâu. Không được kinh doanh. Kinh doanh có chỗ kinh doanh riêng này, đấy như siêu thị là Spanish, đúng không? À, West Juice này có một trong siêu thị này, toàn đồ kiểu dạng nó cũng chọn lọc kỹ lắm đấy. Organic đấy, đúng không? Này là siêu organic thị đúng không? Và hàng toàn là hàng organic. Siêu thị này giá cả bọn đắt hơn siêu thị khác rất nhiều đấy. Nó nằm ở cái vị trí cũng phải dân có điều kiện mới ở mới mua nó. Sa mạc thì vì là phải có link nhỉ? Dạ.
tất cả hàng của Sapa TV bây giờ là đang organic đấy, hàng làm handmade, hàng số lượng nó gọi là limited, nó không có nhiều. Thật mà chẩm chéo anh mà dịp Tết đấy, mình có đủ, mình dã mình có đủ bán đâu. Đấy, còn đâu mà mọi người mua ba mấy cả mua bao nhiêu thôi mà 100.000 8 lọ đấy, chỉ là hàng gọi là pha ke thôi. Nhiều bác ấy. À, con em xe này V8 anh ạ. Em đang liên hệ con đấy đấy. Ờ, lấy con đấy đi. Rồi đại ca đi cho nó. Hôm qua nó bị tạt vỡ cái gương con xe đấy, chưa sửa được. Ừ. Một bên gương nó bảo mình lái mới được. Anh còn dép kìa. Con Jeep đó. Này, cái nhìn này, cái căn nhà của những ông có điều kiện nhỉ. Ừ. Ở đây một gia đình nhỉ. Đấy, nhìn nó đẹp tận nhỉ. Tài độ này chắc toàn kiểu hoàng gia hoàng gì. Nó nuôi hổ cho mày. Đúng rồi. Ở bên này thú vui tao nha, bên này là ngày xưa, ngày trước ấy là nuôi báo với hổ đấy. Mày bây giờ hình như là mới bị cấm rồi. Bây giờ nó nuôi chim ưng nhiều anh nhá. Ừ. Chim ưng, con chim cắt ấy, con phân côn là có con mà còn trị giá hơn 3 tỷ. Ừ. À, cái khu này bắt đầu mình đến khu này là mình nhìn thấy gọi là nhiều siêu xe rồi đấy. Này, con đằng trước này là Porsche. 911 đúng không? Ừ. 26868. Anh 26868 à? Anh 26868. Của em là 38686. Em còn hai con nữa là của bà chị là một con 26868 và 36868. Ở đâu? Biển ở đâu? Bên này. À bên này. Của em mua hết đấy. À biển kia này. À con 911 kia đi, cảm giác nó thích nhỉ. Ừ. Con đấy đi. Chiều mai em làm cho đi tắm biển đi nhỉ. Bãi biển có bên chỗ bãi biển tắm không? Gần chỗ anh có bãi biển đẹp đấy. Gần chỗ anh có bãi biển của người bản địa, nhiều người tắm nhiều đấy. Nước trong xanh. À này tắm liền. Liên tục buổi chiều đi tắm cho nó mát. Cho nó mát. Em xin phép các anh Hải này, báo cáo anh đợt em mới đi xuyên Việt gần nhất là 6 tháng là chưa tắm biển một lần nào. Thì nghĩa là hôm đá bóng với Phạm Văn Mách ấy. Em có tắm biển đâu. Cũng chỉ là đá thôi à. Đá ngao ngao đấy thôi. Đúng rồi thế à. Đá bóng của em bên này là cũng phong trào tốt lắm các anh ạ. Land Cruiser này. Em đá đội hình như là con xe gì kia. Bên cạnh này. Jeep à? Con Jeep à. Đấy, còn bây giờ thì anh em mình sẽ đi thuê một cái du thuyền để đi quanh Vịnh Ba Tư à? Đi quanh Vịnh Ba Tư, Vịnh Marina nữa. Vịnh Marina 3 tiếng à? À 1000 đô tiếng rưỡi à? À 1000 đô tiếng rưỡi anh ạ. Thuê du thuyền 1000 đô đi, tiếng rưỡi lượn lờ. À, sao nào? À, đứng ở đây phát là nhìn thấy Lexus này, Honda này, Accord CRV này. Nhưng mà CRV Honda này. Đấy. Biểu tượng như là Mazda này, BMW này, Hyundai này. Ủa, Range Rover này, mỗi một cái ở đây mà nó mỗi cái đèn đỏ mà đủ luôn các loại xe luôn. Con này Mitsubishi luôn này. Đúng không? Đấy, còn Lexus kìa. Nhưng mà bạn em này thú chơi xe đấy nhỉ. Vâng, em thú chơi xe. Em thích về xe mà, nhưng mà em thích. Này. Cho nên đâu thu con báo săn cho mày. Vâng, con báo săn của em thì cứ gọi nó ra đường này nó rú lên thì nhưng mà đấy là bảo là còn chưa độ bô đấy anh ạ. Mấy đứa ông Hải phải ship con đấy sang đây mà đi không ạ? Và nếu độ bô vào nó còn bán còn tít nữa. Ừ. Ở đây là mình thấy rất nhiều những cái cọ nhỉ. Cây trà là các anh ạ. Đây cây trà là này, bắt đầu nó ra hoa này. Ừ. Nhưng mà nhìn ra hoa như vậy thôi, tận tháng 7, tháng 8 nó có quả được các anh ạ. Lâu để đâm hoa kết trái rất nhiều thời gian. Nơi đây thì cây trà là nó một trong những cái cây cũng là đặc sản bên này rồi. Chủ lực đúng không? Và nó vẫn chưa được gọi là cây quốc sản nhưng mà nó được gọi là một trong những cây của đất nước này. Trà là cây nó nổi tiếng bản này. Thân UAE này nó xuất khẩu 11% lượng trà là trên thế giới đấy các anh. Thế thì là quá nhiều à. Cây của đất nước này, đại diện đất nước này là cây gáp. Cây gì? Cây gáp là cây sống đời các anh. Cây đấy ngày xưa các vị đi trên sa mạc là các vị phải tìm cái cây này, tại vì cây này nó chỉ sống khi có nguồn nước ngọt ở bên dưới. Ừ. Cái rễ của nó có thể đâm sâu dưới lòng đất là 40 mét. Chưa. À, chính vì vậy thì là từ cái bộ lạc nó di chuyển sang nơi khác thì nó phải tìm định vị cây ở đâu để nó sẽ đào sâu nó tìm nước, nguồn nước nó uống nữa. Ừ.
Chứ ngày xưa anh cấp anh là làm gì có công nghệ cái du thuyền các anh nhỉ đấy, mình đi con tự như vậy. Đấy, một trong những con con này đi đó. Con này cũng ác. Đòn mang đua xe. Phim nhanh và nguy hiểm của Mỹ đấy. Fast and Furious đấy. Đóng cái bộ phim mà thằng đầu chọc ấy nhỉ. Đòn đấy. Đòn đây đằng sau là con Audi à? Còn đây rồi. À con này là Volkswagen xe tàu. Ừ. Con này của anh nhưng mà bây giờ bán cho Trung Quốc. À không anh ạ, bên trong là đảo cọ các anh ạ. Đảo cọ. Quần đảo nhân tạo đầu tiên lớn nhất thế giới. Tổng chi phí là 12,3 tỷ đô. Cũng một trong những cái dự án khủng khiếp của nó đấy. Chuẩn bị di chuyển đến những cái tòa cao ốc. Tòa kia là cái gì? Ivani à? Ivani cộng. Cái khu vực này nó gọi là khu vực ở thành phố Marina. Ừ. Thành phố của những chiếc du thuyền. Đúng vậy. Sang thành phố khác rồi ạ. Vâng, lại di chuyển theo không nó không thuộc được, nó vẫn là trong cái Dubai, tiểu vương Dubai, nó vẫn ở Dubai và nhưng trong Dubai nó chia ra các thành phố khác nhau các anh nhé. Kìa cái ảnh của ông quốc vương Dubai các anh kìa. À cái ảnh của quốc vương Dubai ở trên cái nhà luôn nhỉ. Nhà kìa. Đấy, ông tên là Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Năm nay là 73 tuổi, 74 tuổi rồi. Ông là vừa là quốc vương của Dubai, đồng thời là mà phó tổng thống kiêm thủ tướng của toàn UAE này. Đây ông này có anh thái tử Hamdan sinh năm 1982, anh ấy được Instagram bình chọn là một trong 10 hoàng tử đẹp trai nhất thế giới. Ừ. Vừa nãy mà mình về khách sạn mà treo ở trước cửa. Trẻ đẹp nó đẹp lắm các anh nhá. Hả? Trẻ đẹp rất đẹp luôn. Mũi cao anh. Mũi cao, mắt sâu, đen nhánh. Con trai. Con trai. Con gái đẹp lắm, con gái nét nét Trung Đông này rất đẹp. Đây lại là các cái tòa, cái sau này những cái tòa mà nó xây chọc trời nó lại cứ liền nhau này nhỉ. Anh nhìn từ xa thế nhưng anh nhìn vào gần thì nó cách nhau nhiều đấy. Anh nhìn từ xa này thôi. Ở đây nó có một cái tòa nhà là tòa nhà xoắn nhất thế giới nữa. Xoắn nhất thế giới. Vâng, là Ken Tower. À, ở đây nó có cả cái xe du lịch cái gì nhỉ? Xe buýt 2 tầng. Đúng rồi, xe đi city tour, đi quanh Dubai. Đấy, xe city tour đấy. Xe đấy nó khởi hành lúc mấy giờ nhỉ? Anh phải ra đúng bến của nó xong rồi đặt cái vé, nó sẽ có theo giờ. Ừ. Cứ bao nhiêu tiếng nó sẽ có một cái giờ như vậy và mình ngồi đúng ở cái điểm đấy để người ta đi qua, người ta đón mình lên. Cũng nó cũng chỉ dạng là kiểu dạng là đi ngồi như vậy và thưởng thức cảnh thành phố thôi. Ừ. Còn vác tài, bác cứ lái, còn đâu mình là ngồi trên mình ngắm cảnh thôi. Gọi là sightseeing mà. Đây có Tùng vừa đi vừa nói vừa anh em. Có Tùng mới ok được vì là mới hiểu được nhá. Phải nói là ở đây nhìn này, các bạn nhìn thấy ở dưới này hoa này, nền này có hoa luôn. Ở đây hoa là họ có tự tưới luôn mấy cái dây đen. Ồ, dạ yến thảo đấy các anh ạ. Dạ yến thảo à? Ở đây đèn xanh đèn đỏ nó không có dây báo nhỉ? Vâng. Nó chỉ có đến red phát là đi thôi đúng không? Nó nhấp nháy phát là chạy thôi. Lúc đầu không quen đấy các anh ạ. Cũng khó chịu nhưng mà sau mình thấy nó cũng hay. Nên như vậy những cái dây cuối cùng là công không phốc ga lên. À nó giải quyết được mấy ông
phóng đèn vàng. Dạ. Yeah. Thông minh. Ở đây thường thì nó khoảng bao nhiêu giây? Cái này vừa nó có một cái tàu Trump đi qua mất nhiều thời gian, còn bình thường nó khoảng tầm 30 giây cho đến 1 phút anh ạ, tùy điểm. Có những cái cao tốc mà cái lượng lưu thông đông đường lớn thì nó có thể là lên 1 phút rưỡi mới đến đèn xanh. Maria Beach Red Dubai. Đây họ xây dựng bao nhiêu tòa nhà tiếp này. Đây là một trong những cái thánh đường đạo Hồi đang xây này các anh nhỉ. Ừ. Tại đang quan tâm người ta tính khoảng tầm trên 800 thánh đường đạo Hồi. Ừ. Ngoài nó đất nước quốc đạo, đạo Hồi đó là quốc đạo. Hôm nay đi ra là đạo nhân tạo hết từ đây, bắt đầu từ đây đi ra. Bây giờ đi ra là đảo nhân tạo hết này. Nó khơi ra này, cả cái căn chung cư bên ngoài kia lấn biển hết ra ngoài này. Linh ý. Bến du thuyền anh ấy. Ừ. À, đằng này là có mấy cái tòa nhà gì mà nổi tiếng kìa. Phía xa xa khách sạn Cánh Buồm anh kìa. Ừ. Thì hẳn dọc bên trong này nó trực thuộc vào đảo Cọ rồi. Uh-huh. Bao giờ thì mình đi tham quan đảo Cọ? Chắc là ngày mai, ngày kia em sắp xếp kia. Đưa các anh đi. Ừ. Đây với anh em công nhân vệ sinh đang cắt cỏ. Tỉa cây cắt cỏ này. À, thằng kia đang ra hiệu mày không nhìn thấy xe. Mày không đầu à, không não à, không nhìn xe. Ừ, đúng là cái nơi này nó gọi là cái gì, thánh địa của du thuyền này. Mình ship ba con về. Sài Gòn này. Bạn em mấy thằng ở trong cả Sài Gòn. Bắt đầu à, anh em di chuyển ra đây. Rất là nhiều du thuyền. Ồ. Nhưng mà con xe này chạy mới thích đấy. Anh em biết không? Ở đây ra đến đây rồi mình mới thấy là thực sự là rất là nhiều siêu xe các bạn ạ. Siêu xe và siêu du thuyền. Anh Hải ơi. Đẹp quá. Yo. Này. Hả? Cái gì được? Anh em mình nó thật sự với Hải là chuyến đi này toàn cái nhất thế giới mà. Nhất thế giới. Và tức là chứ anh cũng thấy đây này. Quá đẹp luôn này, đẹp luôn này cho anh em. U, bên này cảnh đẹp này anh em này. Đấy. Ấy à. Phải không? Mặc dù ở đây là nhân tạo nhưng mà phải nói là tuyệt sắc. Rất nhiều du thuyền. Ừ. À cái này là câu này, mình thuê mình ra kia mình câu được đại ca kìa. Câu mực à? Câu này câu cá biển ấy. Câu thì đi. Câu cá mập. Bố thuê du thuyền đi câu mực chịu. Trưa nay là anh em mình nhậu đi du thuyền nha. Rồi, nhất trí. Câu cá mập uống. Hôm nay là anh em tôi là mang một số những cái món nhậu cực kỳ ngon. Đất nước Việt Nam sang. Không. Chuẩn. Chưa review cái giò chả. À. Và một số những cái bia camel. Rồi, bia chita các kiểu nha. Ok. Anh em mình chưa lấy nhậu du thuyền. Rồi, nhất trí. Ok đấy. Đẹp quá anh em ạ. Thú vui ở đây rất nhiều, thú vui tao nhã, người ta đi bằng trực thăng luôn. Nên là tại sao bảo không có hình ảnh flycam là mọi người thông cảm nhé. Bởi vì là cái vùng cấm bay ấy. Đấy, cứ có trực thăng phát này. Ô mà con trực thăng kia thì nó lạ đấy kìa. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Bye bye. See you. Yes.
đây là mấy cái dịch vụ này là trở ra là mất tiền đấy các bạn ạ. 10 đồng một người. 10 đồng là bằng bao nhiêu tiền Việt nhỉ? Đẹp thế nhỉ? Phải nói ở đây họ làm rất là bài bản nhé, đúng không? Đấy các bạn ạ, phải đi thì mới biết được rất là nhiều nơi cực kỳ là đẹp luôn. Mình đã thấy khi mà mình về vịnh Hạ Long, mình thấy những cái bến du thuyền hoặc là vào thành phố Hồ Chí Minh thấy những bến du thuyền rất là đẹp rồi. Nhưng phải nói là ở đây xuất sắc các bạn ạ. Đấy. Anh Hải ơi, anh nhìn cái du thuyền đằng trước kia mà học hỏi nhá. Đấy, rất là nhiều luôn. Ở đây có những cái du thuyền họ có cả cần câu luôn này. Đấy. Du thuyền này chắc là mang đi để cho người ta thuê để câu cá. Còn đây là mấy cái du thuyền. Ô, oh, fishing tắm là fishing. Thằng này good. Nó đã đen rồi chưa? Nó giống cái màu nước nó đen từ lũi luôn. Đẹp quá các bạn ạ. Tuyệt vời. Đúng là chuyến du xuân đầu năm này cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nhất định sau này có dịp thì mình sẽ đưa chủ tịch với cả các con đến đây để đi nghỉ dưỡng ở đây các bạn nhé. Rất là đẹp. Nếu mà lần này mà mình được sử dụng cái flycam ấy thì nó còn xuất sắc hơn rất là nhiều. Đấy. Mình đi ra chỗ cái cầu tàu này. Ở đây các bạn thấy người ta làm cái cầu tàu nó cũng rất là kiểu chuyên nghiệp. Đẹp. Phải nói là nhân tạo nên là họ đó là đảo nhân tạo mà nên là họ làm nó rất là bài bản, quy củ. Ồ, cái tòa nhà kia mây nó bay xuyên qua cả cái. Nào, lấy nương luôn cái nước biển tắm. Ở cái Dubai này ấy, là họ vẫn phải nhập khẩu nước ấy, nên là nước ở đây rất là quý. Anh Hải ơi, cái bến du thuyền này đẹp quá. Mà em thấy là anh em mình vẫn thiếu cái gì ấy. Hai cười hả, đúng không anh? Đấy, đây có logo bia Chita nhá. Nhưng mà anh em nào ở Việt Nam thì nhớ ủng hộ Hải bia Chita nhá các bạn nhá. Số đặt bia là 056 666 6686. Thì như hôm trước mình đã nói rồi, các bạn nào mà đoán đúng mình đi Dubai ấy, thì mình sẽ có một phần thưởng 100 phần quà đầu tiên dành cho những người có đặt 5 thùng bia Chita sẽ được tặng 1 kg thịt trâu qua bếp, 1 lọ chẩm chéo. Nhưng các bạn phải chịu tiền ship nhé, vì các bạn ở tỉnh thì tiền ship nó rất là cao. Đấy, hoặc nếu mà các bạn không muốn mất tiền ship thì các bạn có đến thành phố Hồ Chí Minh hoặc thủ đô Hà Nội đến cửa hàng của mình thì không mất tiền ship nhé. Đấy, Việt Nam nói là làm. Sao anh? Dạ. Tức là sau một cuộc là anh em mình đã đến được một cái bãi du thuyền này rồi. Rồi. Thì hôm nay trưa nay là anh em mình sẽ ngồi nhậu tại du thuyền. Dạ. Và lướt sóng trên biển. Đấy, cho nên là cho nó vui vẻ. Ok ok, okay. Wait for my guy, ok. My tour guy coming. Đấy, nào. Đi lên cho nó. My tour guy coming. Yeah, yeah. Từ con người này. Để khám phá phía trong này xem nào. Ồ. Ở trong này có sạc à? Charger? Yes. No iPhone charger, only Z-type.
I can you can have a taxi. Yeah, taxi. Okay, taxi. Okay. And in here, do you have do you have a Wi-Fi? Wi-Fi. No Wi-Fi. No Wi-Fi. Rất tiếc các bạn ạ. Wi-Fi, I like to listen 2 hours back. Yeah. It's 8 GB. Strong? 2 hours unlimited data. Mình đang mượn quả sạc để pin cho nó tí nữa đi chụp ảnh cái đẹp. Thank you. Okay. It's done. Đây là phía trong cái du thuyền. Very nice, very clean. Mình ngồi đây nghỉ ngơi tí. Êm lắm anh em ạ. Is how long you driver? You driver. How long have you been drive? The this 3 years. 3 years. Thầy lái được 35 anh em ạ. How old are you? 27. 27. 27 tuổi, lái được 3 năm đại ca yên tâm. Chuẩn bị là anh em mình bắt đầu xuất bến rồi. Captain, what's your name? Suda. Suda. Captain Suda đã đưa anh em mình đi trải nghiệm tham quan vịnh Ba Tư các bạn nhé. What is the island? How do you call here? Is Ain Dubai in the Blue Jebia Beach. Nó mà cái vịnh này gọi là gì nhỉ Tùng nhỉ? Blue Water Island. Marina đi. Blue Water Island. Okay. Đẹp. Phải nói là đẹp xuất sắc anh em ạ. You can go front side is nice. Yeah. Over there? Yes. Sit there? Yeah, you can sit from the seat. Oh. You can promote the entrance. But we want the ring. Okay. Đẹp quá anh em. Brother, give me that knife. This this boat is how fast? This one? This one 20 kilometers. 20 kilometers. Yeah. Này là vận tốc chắc khoảng 20 hải lý. 20 km. Ôi sao mà nó mát thế? Lên đây gió nó hiu hiu cảm giác nó buồn ngủ phê pha. Nào anh em mình chiến chưa? Ok. Đây. Hôm nay là anh em tôi review một chút cái đại tiệc nhá. Đây. Đây là đại tiệc này do anh Hải chuẩn bị. Ăn chơi cao hoa thế nào? Tức là chả lạc đà. Chả lạc đà. Lạc đà hôm nay là anh em trong này nó trung thái à? Vâng. Đây là chả lạc đà này mang từ Vĩnh Phúc tỉnh sang Vĩnh Yên thành phố. Vĩnh Yên thành phố. Do lạc đà. Tôi là cứ suốt ngày kêu các anh ấy là set up cho kết quả lạc đà quay nguyên con nhưng mà nghe chừng có vẻ là chưa được mới được ăn chả lạc đà đó. Cứ nói vui các bạn nhé, đây là chả lợn Việt Nam các bạn ạ. Ở bên này không được phép là ăn thịt lợn nên là mình phải gọi là lạc đà. Đấy chứ không phải là gì đâu. Răm bông. Răm bông lạc đà. Răm bông lạc đà. Mát mồm lắm. Cái món lái từ từ đi đừng đánh võng nhá. Đánh võng nặng lách mà để em ngồi đi em. Làm phiên kệ. Bình thường người ta đi ngồi đây Tùng ơi. Bình thường người ta đi du thuyền đấy anh em ạ là có mỹ nhân rồi mặc bikini múa nhảy rồi nhạc nhẽo các kiểu nhưng mà do anh em mình quay phim sợ nhạc bản quyền nên là mình không có nhu cầu chơi cái đấy. Có em Hương đây rồi. Hả? Ngon nhỉ? Dăm bông. Dăm bông, dăm bông. Dăm bông được đà. Dăm bông được đà. Này ăn là hơi sang chảnh đấy. Thôi nhưng mà anh nói thế này để thể hiện tình đoàn kết của anh em. Anh có cốc nhỉ? Không được rồi. Nhưng mà này cho một cái là ba anh em tình đoàn kết một lon này. Ba anh em mình cùng uống. Không một thôi. Không lo nào lại cũng được. Đá, em mang lên được. Được rồi, nhưng mà ba anh em. Em của anh. Bập chưa? Bập trước. Xong đấy. Ôi, mát mồm. Mát mồm không? Ồ, kính lao đắc thọ. Nhưng mà uống tiết kiệm hết đấy.
Vì anh em mang sang đây là được có 4 lon thôi. Không. Nên là mỗi bước 1 lon. Mai ra hội chợ lại nhiều chứ em. À. Đây là chỉ có sách đi thôi. Mai mình hội chợ nhiều chứ. Đây, thằng em. Anh mày, mày lái xe mà. Ừ, anh. Cá đế, cá đế ra đi. Ôi giời, đưa anh. Đưa anh làm việc cho. Không. À. Hưng. Đây đây em cắt rồi. Thôi. Làm tí đi em. Ăn trước này ông này thử đợi em. Ở bên nhà mình ấy là nó tỏ thế thôi. Nó rất là nhiều nhưng mà ở đây ấy nó là xa xỉ đấy em ạ. Tòa nhà xoắn nhất thế giới kìa hai anh. Cái gì? Tòa nhà xoắn nhất thế giới này. À, à đây rồi. Tòa nhà xoắn nhất thế giới đây anh em. Xoắn nhất à? Thôi, bia ngon thế nhỉ? Tòa nhà xoắn nhất thế giới đấy à? Thôi, à, cái đấy. Tòa nhà xoắn nhất thế giới. Nhưng mà tòa này đã đi vào khai thác chưa em? Khai thác lâu rồi anh ạ. À. Đó là khối văn phòng. À, khối văn phòng. Chắc là nó kiểu gì nó vẫn là một phương thẳng đứng thôi đúng không? Nó xoắn ở đấy nhỉ? Đúng rồi, nó có trụ ở giữa. Nó có trụ ở giữa. Hương ơi, ăn đi em ơi. Dạ. Ăn đi. Đây, ngồi đi em. Đây, mời cả nhà nhá, mời anh em nhá. Mời được cái này. Đó. Ôi em vất vả lắm, đó. Người em vất vả lắm. Ui ôi dầm bông. Ôi ôi. À, anh một lượt đấy, anh một lượt đấy. Dầm bông là có phải là thịt đông không? Hay nó khác nhau? À, anh A phát hướng nào? A cái nào? Ừ, rồi. Đây, cảnh rất đẹp mà. Cảnh đằng trước là tuyệt vời luôn đấy các bạn ạ. Chưa bớt đá nữa. Đấy. Mọi người nhìn cái du thuyền ở bên tay trái chưa? Du thuyền bên tay trái là rất là nhiều mỹ nhân. Đấy. Bikini các kiểu. Đây là đang trong này là đi chậm chậm thôi nhỉ? Ra ngoài bắt đầu mới đi nhanh. Những đường lính võng. Thưởng ngoạn là thế các anh ạ. Bao giờ đi thế này, thưởng ngoạn. Thưởng ngoạn luôn, ngắm cảnh. Anh rót ra. Một. Không, từ từ anh rót thêm cho đầy đặn lên tí. Mà cho nó gì đầy đặn lên tí. Mạng có 4 tùng bọ. Đấy đấy. Thôi, em đang. Đây. Thôi, anh em mình. Hello. Hello. Đang nhìn cái gì đấy? Làm ít thôi. Ôi, đang nhìn tòa nhà xoắn ốc cái này. Xoắn ốc à? Đây, tòa nhà xoắn ốc cái này. Đấy. Tòa nhà này cảm giác như là nó sắp đổ ấy nhỉ? Mẹ xoắn nhất thế giới đấy à? À. Thôi, mãi quá. Em, chiến đi. 1, 2, 3, vô. Đây, của mình cái gì nhất nhỉ? Mình có cái gì nhất đâu rồi. Tức là cái này là có nhiều người yêu thích nhất thế giới. À. Cái mèo kỷ lục là người nhiều nhất thế giới. Xuất sắc chưa? Này. Đấy, đẹp không thua kém thì Sài Gòn mình thành phố Hồ Chí Minh đâu các bạn ạ. Đẹp không thua kém thì Hồ Chí Minh. Anh em thấy uy tín chưa? Đấy. Review nó phải thế. Đẹp thật đấy nhỉ. Đúng rồi, tuyệt vời anh ạ. Ừ, đá nó đâu nhỉ? Đá đâu nhỉ? Đây. Đây để em đưa tao bơm miếng. Đây móc miếng. Móc miếng đá. Cho nó mát bởi vì là xong rồi nó nóng em ạ. Cho nên là nó kiểu như là cái đá nó mát. Tuyệt vời. Nói đùa, cứ hào hào uống bia phê. Ơi Tùng, à Tùng, em. Ê, em làm thế rồi. Đây mày. Chiến đi em. Chiến sang đi. Bên, sang bên, ở bên Việt Nam thì uống bia thì cứ ấy không uống đâu. Sang đây anh em mang được mấy lon sang thì cứ uống được tốt mà. Ngại nhỉ. Đúng là ở nhà nhiều đâm là. Em mới để này xuống nắng nó ôi mất. Rồi rồi ăn ngon rồi. Qua anh bị ủ đá. Ở đây không lấy kiểu thuyền thúng với cả thuyền cóc nó giống nhiều. Giống như kiểu ở. Chắc là anh đánh điểm. Đây cái điểm này. Đánh điểm à? Đánh điểm đảo hồ. Đây là toàn bộ là hải nhá. Tất cả là cọc bê tông ở dưới đúng không em? À. Cọc bê tông không có đất đúng không? Không, cái này anh. Họ làm một công nghệ rất là hay như này là cái đảo cọ dùng. Lấy
cát, thổi cát thành mái bùn nền chặt xuống. Như nào? Cái với công trình đảo cọ ấy, nó hoàn toàn không dùng một cọc bê tông các anh nhé. Nó dùng các cái tàu chuyên dụng hút cát từ ngoài vịnh Ba Tư xong nó đổ vào thành các cái bãi bồi, xong nền thật chặt, nền thật chặt xuống để mà cho nó cái bãi bồi nó không bị như cái đê chắn sóng của nó không để cho nó to cái cát ra làm gì. Họ kè đá, xếp đá hộc đá to lại mấy người ôm mà họ kè thành cục một, thì nó vì cái phương thức họ không muốn dùng theo kiểu dùng bằng cọc bê tông để lại môi trường, mà muốn dùng theo kiểu dạng là làm nó tự nhiên nhất có thể. Thế như vậy thì là kể cả những cái vịnh như này mặc dù là kè vậy nhưng mà nếu anh đi ra mặt bên kia anh sẽ thấy rằng là nó đều bằng xếp thành đá hộc. Thì tí nữa nó chỉ các anh là đều bằng đá làm sao nó vừa là bảo vệ môi trường, cái thứ hai nó là tạo ra cái môi trường cho sinh vật biển nó sống bên trong nữa. À đây chắc nhiều cá đấy nhỉ. Khu này là khu vịnh Marina các anh ạ, được khởi công xây dựng tầm năm 2000. Gần như năm 2010 nó hoàn thành nhiều rất nhiều cái dự án ở khu vực này. Cái dòng sông này nó kéo nước từ ngoài vịnh Ba Tư kéo vào trong này tạo quang cảnh của hai thành phố này. Uống em. Đây hầu như các anh nhìn được không tòa nào giống tòa nào đúng không ạ? Sang đây uống bia ngon ngon. Lăng. Nhưng mà bia... ở đây là mình nhìn thấy là nhiều cư dân sống sinh sống ở hai bên này. Nó đùa là nó làm cái này là một bánh hồ. Dạ. Đúng không? Ăn không cái bia hồ. Tôi thích. Dòng sông của ấy là cũng là giải nhất thế giới. Dòng sông Marina và không, cái dòng sông này là dòng sông nhân tạo nối giữa thành phố các anh ạ. Hả? Dòng sông nối giữa cái thành phố này để tạo ra quang cảnh hai bên. À. Nó cũng là một trong dòng sông nhân tạo của nó đấy mà. Đây à. Nhưng mà đây là nước biển. Đây nước biển anh ạ, nước biển nó dòng từ ngoài nó dòng vào. Đây là tòa gì đấy em? Đây là tòa Pier 7 các anh ạ. Pier 7 bao gồm 7 tầng. Mỗi tầng một nhà hàng. Mỗi tầng một nhà hàng á? Trong này nó có cái nhà hàng Asia về hải sản rất nổi tiếng. À. Asia. Tàu cái tàu tập thể à? Tàu này là tàu tàu to, tàu đi ăn. Đi ăn buffet. Ở cái thành phố Dubai này nó thành lập lâu chưa? Ý là trước năm 1833 là các cái bộ lạc người ta đi rời đây xuống cho bộ lạc thôi. À. Năm 1933 thì tổng cộng An Mắc Tung đi rời đây. Họ thành lập thành phố chính quyền cố định. Và từ đó bắt đầu cái nền tảng của Dubai thì chính thức là có bộ máy nhà nước vận hành. 1833. Thế là cũng được khoảng khoảng bao nhiêu? 200 năm. Hơn 200 năm. Vâng. Ừ. Ồ, cái trò kia là zip line. Vâng. Zip line. Bay cam đây à? Không, không phải bay người. Người nó nao xuống. Cái gì? Ủa? Người của nó. Người nó đang nao. Anh nó có những chương trình nhé. Anh ra lên cái tòa nhà cao tầng đó này. Nó sẽ từ đấy nó trượt theo cái zip line đi xuống này. À. Những cái thuyền này là chắc là nhà hàng đúng không? Phục vụ. Vâng, những cái thuyền này là để đi ăn tối các anh ạ. Bắt đầu buổi tối khi đèn lên là thuyền gỗ này. Chương trình ăn buffet trên này. Thuyền gỗ trên sông. Đẹp quá anh em ơi. Rất là tuyệt vời luôn. Đây một trong khách sạn 5 sao. À. Khách sạn 5 sao này hình như nó thủng ở giữa đúng không? Nó thiết kế theo kiểu dạng theo cái phong cách của Ả Rập là nó giống như cánh cổng trên thiên đàng, bao giờ nó cũng có một khoét ở giữa là. À, cánh cổng trên thiên đàng. Các cái tòa nhà thì thực tế ra là nhìn thấy hầu như là không tòa nào nó cũng giống tòa nào cả. À, tòa nhà ở đây nó khác nhau hoàn toàn luôn đấy. Ôi nó xuyên ra bên kia luôn kìa nhá. Xuyên luôn kìa. À, độc đáo anh nhỉ. Độc đáo. Cái sàn này mới mở cửa được mấy năm rồi đây rồi anh ạ. Mới đẹp đẹp đấy. À chuẩn bị ra cửa biển rồi đấy. Đây là nó xuyên thẳng ở bên kia đấy nhỉ? Vâng. Dính trời luôn này. Này đảm bảo là gọi là thoáng 100% rồi.
Những khu này nó đều bán bất động sản hết các anh nhé. À thế à? Tất cả những khu có thể mua được này đều mua được. Mỗi một căn người trên thế giới đều mua được. Mua một căn đây nó đắt không? Căn 2 phòng ngủ ở đây nó phải trên 20 tỷ đến 30 tỷ thì căn. View biển khả năng đắt hơn. Đấy, phía trước anh đây là chính là vòng xoay lớn nhất thế giới này. Vòng xoay lớn nhất thế giới luôn. Nó nằm ở trên cái đảo nó gọi là Blue Water Island. Mới được hoàn thành năm 2018. Và nó đưa vào mở cửa, một trong thành phố cực hiện đại của Dubai. Nhưng mà nó bao giờ thì nó chạy? Cái này từ lúc em ở đây em vào cái dịp lễ hội cái thứ thôi nhỉ. Lâu em thấy khả năng nó cũng không khách, chưa đưa vào khai thác. Bán khách không? À đây là đá nó kè đây đúng không? Đây em bảo đá nó kè, tất cả nó đều bằng dùng bằng đá kè hết này, ra cửa biển này. Chứ nó không dùng bằng cọc bê tông hay là nó xây bê tông. Ừ. Yeah, hạn chế bê tông nhất có thể và nó không. À kia là có cái cây cầu đi qua kìa. Đúng rồi. Nó bắt từ đất liền bắc vào đấy các anh. Ừ. Ở đây nó là một hòn đảo riêng biệt đấy mà. Ở đây đẳng cấp hơn nữa là phải là thuê trực thăng đi chơi nhỉ? Đúng rồi vâng. Thuê trực thăng đi chơi này một chuyến có đắt không em? Cũng không đắt lắm đâu anh ạ. Nó thường nó có nhiều gói từ 12 phút này, 15 phút này, 17 phút này, 21 phút này. Nó cũng chỉ khoảng mấy trăm đô cho một người thôi mà. À ok đấy. Vâng. Thế thì chú set up cho anh đi. Nhất trí. Anh đi trực thăng tí cho đẹp. Nó còn có một cái chương trình nữa ở chỗ kia các anh nhé. Cái máy bay mà anh vừa nhìn thấy xưa đi xuống ấy. Ừ. Là nó sẽ đưa người lên trên. Xong rồi mình nhảy dù xuống. À. Sky Drive. Cái chương trình cũng hay lắm. Lên bay lên không. Anh nhìn thấy con lượng người nhảy dù. Ôi cái, bài, cái bãi biển này. Vâng. Nhưng mà nói thật là bãi biển nhân tạo này làm sao mà ăn được quả bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng của mình được đúng không? Nha Trang. Đây là anh ấy vòng ra một bên ngoài để ngắm toàn cảnh cái thành phố Marina này. Đây là toàn cảnh thành phố Marina. Marina của Dubai. À kia là họ chuẩn bị chơi cái gì đây, lướt sóng đây đúng không? Ngờ. À. Đây anh em thấy họ đang luyện lướt sóng kìa. Rất nhiều người ra đây tắm biển kìa anh em thấy không? Cái này mà đi cả ngày không thấy chán nhỉ? Đúng rồi mà. Cái cảnh này nó... Ơ, cái bạn kia... Ở đâu rồi? À, bạn này vừa mới... Tập bơi. Mặt bằng chung của cái biển chỗ này sâu chưa quá 50 mét anh ạ. À. Không quá. Nên là không quá có nhiều sóng lớn vào đây. Ừ. Đây là nằm trong vịnh rồi. Ừ. Ôi trời ơi, bên kia kìa, mấy cái tòa nhà đẹp thế nhỉ. Cái tốc độ là xây dựng quá nhanh. Ờ. Ừ. Hả? À, đây có con xe máy, ok. Over there. À, có con ô tô. Anh em thấy ô tô lội nước chưa? Anh Hải ơi. Quá được đấy nhờ. Anh Hải thấy bảo ô tô lội nước uy tín chưa? Ô tô đi trên biển này. Này, đúng là ở Dubai cái gì có thể xảy ra các bạn ạ. Cái gì
Cái gì cũng có thể xảy ra luôn đấy. Đây. Đấy, anh em thấy không? Đây là ô tô đi trên biển nhá. Ô tô đi trên biển luôn này. Hello. Nhưng mà gặp cái quả sóng của mình đi vào. Ai bốc đầu luôn nhỉ? Ấy à? Thấy không? Uy tín nha. Ở một góc nhìn khác các bạn có thể nhìn thấy là cái vòng xoay lớn nhất thế giới này. Đúng là siêu to khổng lồ luôn. Chắc mình nhìn thấy mấy cái vòng xoay ở Hạ Long nhưng mà nghe chừng cái này có vẻ to hơn. Bye bye. Okay, I keep this one. Nhưng mà Hải ơi. Dạ. Quả này thấy thần to sóng lớn rồi, em thấy nhấc người không? Nhấc người anh ạ. Nhưng mà nói thật với anh là khi mà mình đã là thuyền trưởng anh ạ, là mình phải gọi là đấy, đứng đầu gọn sóng con gió anh ạ. Đấy, anh ạ. Em cứ phải chơi cái này cho nó uy tín. Đấy. Mình phải giữ vững tay trèo thì ê, giò giết cả thận rơi kìa. Đây là có một siêu du thuyền. À cái này không phải là du thuyền, cái này nó gọi là cái gì nhỉ? Du thuyền Viễn Dương. Du thuyền Viễn Dương à? Siêu du thuyền cái này chắc chứa khoảng vài nghìn người. Đây là có cả sân tennis, có cả sân ấy đúng không? Đầy đủ hết. Đây là quá một khách sạn 5 sao luôn. Quá to luôn. Costa Toscana. Cái du thuyền này đi mà mấy ông cướp biển thì chắc là cũng không có đường nào mà trèo lên đấy nhỉ. To thế. Ở đây mình nhìn thấy là có rất nhiều những cái thuyền nhỏ này. Ôi, to thế nhỉ. To. Yeah. It's a very very big. How many people can live here? I don't know. Yeah. Sometimes coming, sometimes going. Kìa, du khách người ta đang ăn trưa kìa. Yeah, they coming. Hey. Bạn này ơi, đang mang cái món bánh mì truyền thống để dụ dỗ chim này gọi là nhạn biển đúng không nhỉ? Ô kìa, anh ơi, vừa đang nhạn biển này đông chưa? À, ơi, cái bánh mì này lúc sáng mình vừa mới ăn đây này anh em ạ. Ơi, bánh mì lúc sáng mình ăn đấy. Bánh mì truyền thống này. Hay quá. Uy tín nhỉ. Cái này là con gì đấy? Con này là con này kiểu như kiểu con không thà xé ra. Gọi chim bố còn gọi hello nữa. Đấy kìa, ném lên. Đấy. Ui nó bay nó bắt luôn nhá. Giỏi chưa? Ném nhanh lên. Ra nha. À nó nhờ. À. Ơi, nó đến nó bay gần mình luôn này. Tùng ơi, con này gọi là con nhạn à? Mong biển anh ạ. Con gì? Mong biển. Mong biển à? Vui nhỉ. Hả? Đấy, đằng sau này nhiều này. Đằng sau này đông này. Hả? Cho nó tí giò chả đi, đây giò chả đây. Đấy, giò chả Việt Nam có vẻ là thú vui. Ấy. Là nhất. Vui à. Đây.
Này, đây. Con này đâu vậy? Đây. Đây. Ơi, trời ơi, nó đâm luôn này. Này, này. Thấy không? Túm như bắt bóng ấy, mẹ như kiểu cú hôn đâu ạ. Này, này. Đây, đây. Một phát, ui, ui, mà đục này mà. Arsenal. À, con kia nó bay luôn này, nhìn nhìn nhá. Này. Anh làm chuẩn này. Đây này. Đây. 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 Nhìn nhá, à nhá. Đặc biệt không tranh nhau nhá. Khi một thằng đã lao đến chén rồi, thằng kia không đến nữa. Đúng rồi đấy. Đấy. Không bao giờ tranh nhau. Đây. Đúng là cái món giò chả Việt Nam mình là đỉnh cao đấy. Món chim này nó thích. Ai à, chơi luôn, dăm bông luôn. Chơi đi. Cho nó uy tín. Này, dăm bông Việt Nam nhá. Này, nhìn nó đớp luôn này. Đấy, thế là nó theo là úi, úi. Chơi rồi. Mà thế nào nó nhúm nhúm chắc lắm nhá. Xuống dưới mà nó vẫn bập rồi này. Vai, bắt con tôi chết rồi, quả này to quá. Vai à. Ném luôn cái quả to đi. Ai. Ui, ba thằng không đớp rồi. Ra chỗ không đớp. Ôi, nhìn này. Ai. Ê ê hài khoái. Thôi anh ơi để ăn tí đó ấy. Không nhưng mà tôi cho chi vào. Cho chi vào. Chi vào ấy. Anh Hải nhà mình là luôn luôn là chủ trương là chim ăn là quan trọng hơn. Hồng ơi. Hồng ơi. Thấy chưa? Vào đây. Vào đây. Ôi trời, đớp giỏi thế nhỉ. Hả? Hơn thủ hồn không hả? Nhân trong bán hàng hay lại lại. Lúc nào có mồi là mồi là đến là đập. Đúng không? Đúng không hả? Đúng không? Kinh doanh chỗ nào có thóc. Có thóc là đập. Có thóc ấy. Quá hay. Này, ném à. Cao à. Ui, một con này nó đớp miếng to, sướng. Ai à? Thôi là một con nào xuống. Là cũng tranh nhau đấy ông Hải nhá. À, cũng tranh nhau à? Đấy, nhìn thấy à? Ôi, to quá đấy, khi nào gặp được. Khi mà miếng mồi nó đủ lớn ấy, là nó sẽ tranh nhau. À, thế á? Anh hiểu không? Đây nhá. Đây. Không to quá. Anh em nhìn này. Sang hàng bên kia rồi, hàng bên kia đang tung. Thôi là theo bên kia à? Không, đây, anh em nhìn này. Mình tung lên này. Nó đang theo cái mồi to kìa. Đấy, được kìa, thấy không? Anh em nhìn thấy đang có một em máy bay kìa. Đấy. Về đường băng trên biển luôn này, đường băng nhân tạo luôn này. Đấy. Đây là cái máy bay này là họ đưa những người nhảy dù lên trên cao xong rồi nhảy xuống. Đấy, anh em thấy không? Còn đây là một góc khác nhìn về thành phố biển này. À. Chuẩn nha. Đây, những người nhảy dù kìa, nhìn đi à. Vận động viên nhảy dù ấy. Đó là thành phố hiện đại này, họ có nhiều những trò chơi mạo hiểm và thú vị, cuốn hút nhiều du khách. Anh muốn lấy cái một tiền bao anh kìa. Anh nhìn được coi nhà tập chơi nhá. Ừ. Độc đáo không có toa nào đúng toa nào đâu. Alo. À mà có anh đâu anh kìa. Anh em thấy ở đây rất nhiều những cái tòa nhà chọc trời luôn. Tuyệt đẹp. Nhà nào nó cũng xây mà có cái lỗ hổng hổng ở trên nhỉ.
Xong rồi ở đây không tòa nào giống một cái tòa nào cả, tòa nào nó cũng khác nhau. Đẹp nha. Mình bắt đầu vào đây anh. À, về là hành trình chinh phục đảo Marina của anh em mình về đến bờ rồi các bạn ạ. Bây giờ thì chào anh em gái. Ôi, goodbye nhá. Now we go up here and more video for Dubai. Đấy. Yeah, tiếng Anh của mình anh em thông cảm nhá. Câu nổ, câu xịt. Anh em đang tiếp tục hành trình các bạn ạ. Ở đây rất là nhiều du thuyền, như các bạn nhìn thấy là vắng khách như này, nhưng mà không phải là du thuyền này là để làm du lịch hết đâu, bởi vì du thuyền ở đây là có những người dân bản địa họ để đi chơi thôi. Đúng không? Người bản địa. Người nước ngoài họ mua, họ cứ gửi đấy nhỉ. Thỉnh thoảng họ đi. Muốn phải đăng ký nộp thuế các kiểu. Này, cái máy che này đẹp chưa? Dép kìa, xe dép kìa. Bây giờ thì sau khi mà anh em đi du thuyền xong bắt đầu đi ăn cơm. Đấy, thì các anh hôm qua, từ hôm qua hôm nay là sơi đồ bên này là Tây. Nhưng mà Tây nó không ra Tây, cái đồ bên này đồ Ả Rập nó rất khó ăn. Yeah. Mình đi rất nhiều nơi rồi nhưng mà phải nói cái đồ Ả Rập nấu kiểu gì ấy. Toàn bơ. Khó xơi. Nhưng mà đề nghị đồng chí Tùng nhá. Dạ. Cho đến cơm nhà hàng Việt, một là ủng hộ cho đồng bào người Việt. Đồng bào người Việt. Hai nữa là ăn cho nó đúng hợp khẩu vị. Yêu cầu là cơm canh cua cà pháo thịt lợn rang. Châu có bếp hấp lên là đá bùm bùm. Nhưng mà phải yêu cầu là nhà hàng nào mà nhà view, nó phải có view này, rồi bờ sông bờ xiết các kiểu nhá. Chứ đừng nhà hàng ấy nha, để anh còn quay phim đấy, đúng không? Dạ. Chỉ okay. Nhà hàng đẹp đẹp thì giới thiệu với cả các khán giả của Sapa TV. Chú biết là bây giờ là có bao nhiêu triệu người đang xem chú không? Đấy. Sử dụng hết mối quan hệ đi, gọi cơm canh cua cà pháo thịt lợn rang. Hải ơi. Dạ. Anh chỉ nói với em thế này này. Dạ. Em Sapa không chỉ bảo ấy. Em đã sang đây rồi. Vâng. Ở bên dưới nước Việt Nam cũng có, không phải ai cũng đi Dubai. Dạ. Em ơi, cho anh nói ý kiến với Hải Cái. Vâng. Cho anh nói ý kiến với Hải Cái. Bởi dạ. Vì đất nước Việt Nam là không phải ai cũng đã đi Dubai. Dạ. Cho nên là Hải sẽ tìm và cũng đề xuất với Tùng là tất cả những vị trí đẹp. Dạ. Tất cả những khung cảnh đẹp, tất cả những cái nhất của thế giới. Dạ. Cái nhất của Dubai sẽ quay. Quay cho lên màn hình để màn hình để coi như là mọi người dân Việt Nam cũng đều biết đến Dubai để cũng cùng phấn đấu nỗ lực để phát triển. Em ạ. Sao mà kiếm thật nhiều tiền để đi nhất đi du lịch Dubai. Và cũng để cho nên là cũng có trên này có 9 cái nhất, nhưng mà trong tập đoàn Camel đang ấp ủ một cái nhất là nhiều người gì nhỉ? Nhiều người tìm uống nhất và nhiều người yêu thích nhất và miệng ngon nhất. Không, nghĩa là ship đi nhiều nước thế giới nhất. Ship nhiều nước trên thế giới nhất. Toàn là nhất đây. Đa phần đâu cái này? Tàu điện đúng không? Tàu Trump anh ạ. Tàu gì? Nó cũng là một dạng tàu điện, tàu Trump. Trump. Nó sẽ đi Trump. Quanh khu vực Marina này. À. Thì khá là chậm. Thì nó sẽ đi quanh tàu điện giữa cái thành phố này. Và trong thành phố Marina này. Nó nối ra cái tàu metro bên ngoài kia. À. Vuze. Cảnh đi sẽ bắt gặp rất nhiều các cái chữ Đa Mác này. Uh-huh. EMA này. Đây là tập đoàn mà xây dựng. À. Quản lý nhà đất.
cập hết đồ trên du thuyền rồi đúng không ạ? Bởi vì là ở đây là cái đường phố đây nó rất là đẹp nên là mình đi đâu mình quay chia sẻ với anh em nhá. Đấy, anh em bảo là sao cho ngắm đường nhiều thế. Dubai này, The Hami. Mình đang lên đấy à? Đi ra ngoài cao tốc chính anh ạ. Abu Dhabi. Nhà hàng Việt bên này mấy năm rồi đây các anh chị phát triển tốt lắm các anh ạ. Bây giờ là khá nhiều nhà hàng Việt mọc lên. Bên Đức mà, đây là nhiều lắm. Mà đồ Việt mình khá là ngon các anh ạ. Nên thành ra là được cái cộng đồng quốc tế người ta đón nhận tốt. À, chủ bò cua cũng khác đấy nhỉ. Cứ thông thả đây. Vâng. Xem ạ. Jeep. À, biển 40 nhưng được phép đi lên 60 anh ạ. Nếu 40, anh đi lên 61 thì là bị phạt. Tại sao lại quá tận 21 cây? Đây này. Ví dụ như biển này biển 80 đúng không? Đúng rồi ạ. Đây là biển 80 đúng không? Đúng rồi. Thì em được lên là 100. Đấy, còn ra kia là biển 100, 100 thì mình lên 102. Đấy, cho vượt lên. Vâng. Đấy, mỗi cho phép xê dịch. Anh đang bị phạt mỗi mất 4 củ rồi. Anh phạt nguội là đúng rồi. Làm nhỉ, sáng nay mình ở đây đi qua đây chưa đúng không? Chưa, mình đi góc bên dưới kia anh ạ. Đúng là phải khen cho cái đất nước này, cho cái thành phố Dubai này. Quá sạch luôn. Mình đi sang Singapore ấy. Singapore cũng sạch, nhưng mà Singapore nhiều cây, nhiều lá cây, thỉnh thoảng lá cây nó còn rụng ra, nhưng ở đây nó ít cây, không rụng mấy. Ít xe máy nhỉ, hầu như là không thấy luôn. Kiểu bên này nó nắng anh nhỉ, đi xe máy bỏng hết ra. Bên này cái việc là thứ nhất là cái ô tô nó rẻ các anh ạ. Thứ hai là thời tiết mùa này nó dễ chịu, nhưng mà mấy tháng nó bắt đầu nóng lên. Để mà đi xe máy ngoài đường thì không thể chịu được. Chính vì vậy mọi người lựa chọn cái phương tiện như cái mua ô tô đúng không? Ví dụ như một con Lexus là 600 bây giờ bao tiền? L600 mà như là LX600 có đấy nhỉ, tầm 5 tỷ bên này thì phải. 5 tỷ. Dạ. Bên mình gấp đôi, gấp ba, gấp đôi. Hơn gấp đôi. Chung là về cơ bản là sướng. Hợp lý mà không đắt mấy anh ạ. Không đắt đỏ lắm. Không đắt. Nó chỉ đắt với cái gì thật sự xa hoa nó sẽ đắt. Đúng rồi. Cái gì mà ông làm thích hưởng thụ VIP là tôi cho đắt. Tôi bến luôn. Đúng rồi. Còn những người dân bình thường thì lại rất bình thường. Có nghĩa là tầng lớp nào ở đây là cũng chiều được. Nhưng mà anh thấy rằng là kiểu thế này. Ở bên đất nước này là thế nào? Muốn cho vào một khu vì sao đấy, anh đi dọc tuyến đấy không thấy các kiểu như là nhà hàng quán xá nó dọc đường. Đúng rồi, người ta thành phố về sau quy hoạch nó chuẩn, không lông cô ăn uống là vào một chỗ. Đây là một trong trung tâm mua sắm này lớn thứ hai của Dubai anh nhỉ. Trong này nó có một cái đặc biệt đó là mò đấy, có một cái nhà trượt tuyết trong nhà lớn nhất thế giới nhân tạo. Các bạn thấy rằng rất độc đáo, các anh thấy rằng là giữa cái nắng nóng khô cằn như này
mà nó lại gọi nhà trượt tuyết cho đúng không ạ? Điều vô lý nhưng lại làm được. Dubai như là dám nghĩ do Lâm dám làm. Họ nói là họ làm được. Cái gì mà cảm giác như nó không tưởng thì họ không làm được. Phải thực hiện bằng được. À, ngay cái phía trên này nó có một cái nữa là cũng rất độc đáo, đó là uống cà phê băng. Đấy, uống cà phê bình thường nó cho hẳn vào một cái nhà mà toàn băng để âm 18 độ cơ, ngồi trong uống cà phê. À. Đấy, cũng hay độc đáo đúng không? Và đi anh em mình đi nhé. Nhất trí anh. Uống cà phê âm 18 độ. Cho ngải vào thành băng luôn. Sao băng? Đấy, hẻ băng luôn. Mặc dù là đường 6-7 làn thì các anh, nhưng mật độ giao thông rất đông. Hôm nay còn là chủ nhật ấy, hôm là cái lượng đấy là lượng người đổ về đây rất đông. Nơi đây cực kỳ đáng sống. Châu Âu em thấy cũng sang đây nhiều, Nga này, khu vực châu Mỹ sang đây đông này. Bây giờ anh em mình đến một cái nhà hàng nằm ngay vẹn bên sông. À, nhà hàng của gia đình người Việt ở đây, Sài Gòn Station. À, ba cái thố đá đúng không? Cứ cho thố đá trước đi, ưu tiên phụ nữ trước. Đấy. Nhưng mà ở bên này nhiều topping nhỉ? Một suất như này, phở như này bên này bán bao tiền đây? 81 đồng. Bao tiền Việt Nam? 87, 556 à? Đúng rồi, cũng như nữa. À, khoảng 6 lít đúng không? 600 một bát phở. 556 là chuẩn luôn đúng không? Đây người ta có không gọi là phở thố đá nhá anh Hải nhá. Phở Dubai. Đây gọi là phở Dubai nhá. Rồi. Đây bây giờ đến anh Hải làm đây, cái anh là bắt đầu sôi này. Ừ. Em ơi. Dạ. Bát phở này là 81k tiền Dubai. Dạ. Là 560k tiền mình. Dạ. Nếu như mà lên nhà hàng Sabah, lên nhà hàng Sabah TV thì là cứ hai người ba. Thì người là một nồi phở. Một nồi làm. Một... đấy. Đấy. À. Em nhá. Đấy, thế là nói với em luôn là dạ. Đây là Việt Nam mà dạ. Mình ủng hộ đồng bào. Đúng rồi, đúng rồi. Bên này giá cả thuê nhà mọi thứ nó đều đắt đỏ á. Có đồ ăn Việt Nam là tốt rồi, đúng không? Đây là đấy. Báo cáo cho phở vào nữa. Cho phở thì từ từ tí nữa ăn xong nó nóng nó nhúng. Còn em này em ăn cơm đúng không? Ăn cơm em ăn sau. Thôi, mời mọi người cứ ăn trước đi. Anh nói nhỏ một câu, cơm thì về nhà ăn được. Sang ăn phở Dubai. Không, em phải duy trì còn ăn cơm. Ăn cơm à? Và vợ em đang xem. À, trà mạn này là trà mang Việt Nam đi này. Đỉnh đấy. Bảo quẩy Dubai này cũng khác nha. Quẩy ngon nhỉ? Nóng mà mới rán đúng không? Mà nói gì à? Cái cơm của anh đâu? Dạ cơm của anh bị nghe đó. Rồi anh Hải ra đoạn review của phở Dubai xem là chất lượng thế nào. Cẩn thận nhé, đừng dí mồm vào đây nhá. Toạc mồm ấy. Hả? Toạc mồm ấy. À, cẩn thận đấy. Bỏng lắm đấy. Ngon em ạ. Hương vị ngon à? Hương vị ngon đấy. Tốt. Phở Dubai nó ngon đấy. Mà bằng nồi lẩu nhà hàng Sabah TV đây. Ok mà. Em về Sabah TV đã được lương giá. Không, em kể cả ngày lễ Tết hay là ngày thường giá một giá là một giá không cho nâng. Mình làm ăn nó phải uy tín. Bán cả năm chứ bán gì một vài ngày. Đây là quẩy ở đây các. Đây nó ổn định giá cả năm này. Dạ. Ờ, cơm không sao, cứ chín thì từng đi. Không. Em mà cơm cá chiên. À. Ừ. Này đi đi em, không em, không. Em vì anh một lần thôi, à, Dubai em bón thử cái phở Dubai xem thế nào. Ui giời, được đấy chứ. Cũng ngon hả? Ừ. Ăn nó cũng rất có vị phở luôn nhá. Mặc dù chưa bỏ phở vào, nước phở thơm. Ăn hết mới được về nha, bé Hương nha. Hả?
Không anh Hải không cho về đâu. Hả? Rút kinh nghiệm. Ý là ông ấy bảo là cho ra cái bát nhỏ cho nó nguội. Anh sợ quen mồm là hay hút cắm mồm vào đây. Đúng không? Cái này mà nguội là vứt đi. Cái này nó phải nóng mới ngon. Đây cũng có cả cà phê Việt, cũng biết nó đầy đủ. Đây là nhà hàng Việt mà đúng không em? Nhưng mà thấy chủ yếu là khách Việt nhỉ? Dạ. Chủ yếu là khách Việt. Ở bên này cái quẩy này ngon này. Quẩy này ngon. Rất ngon luôn này, anh hỏi ngon. Người ta làm xong người ta dán. Đúng không? Mới dán ngon ngon. Ăn buổi trưa thì buổi chiều nhậu gì nhỉ? Chiều nhậu gì nhỉ? Kế hoạch nhậu gì nhỉ? Cơm gà. Cơm gà. Chiều này cơm gà giò chả. Dạ. Chiều đây là cơm gà giò chả bệnh. Ui, uy tín luôn đấy. Cơm quả năng. Gà quả năng. Được không? Nói chung là Việt Nam mình nếu sang bên này mà làm mà mang tiền về Việt Nam tiêu thì ướt người. Thế nhưng tiêu bên này thì không thấy đâu. Bên này, đây này, một tráng sĩ này làm mười mấy năm rồi nhưng mà kiểu là hết mồ hôi thì cũng hết tiền, đúng không? Đóng ôi lên tiền. Bởi vì một cái bát phở như thế này thì thằng em này mà thèm đi ăn bát phở thì tôi hết 500 mấy. 600. Xin thành cảm ơn. Đấy, làm tí nước mắm này. Chẩm chéo để trên xe nhưng mà mang xe lên car park rồi. Bãi đều đậu để xe nên là nó xa. Đấy, hai anh em ăn cơm cá nên là chờ hơi lâu. Em ăn nhé. Mời em trai. Mời anh Giai nhá. Ok em. Dạ. Cá này. Cái cá này đây gọi là cá gì em? Cá đây là cá sea cream á anh. Sea cream à? Đúng rồi, cá sea cream, cá này. Sea cream là cá biển hay là cá nước ngọt? Cá sống nước biển. Anh thử. Ok. Rất cho mình. Cá biển. Ở đây cá Dubai là người có. Ở Dubai làm gì có cá ao. Chỉ có cá biển thôi. Là cá ao à? Nhưng mà nếu bên tại Dubai là bao nhiêu tiền một suất cơm như thế này? Cơm của mình một suất 49 đô. 49k. 4728 gần 300, đúng không? 300. Dạ. Yeah. Ừ. 5735 chứ. 350.000 nhé. Chép bông dưa. Nếu mà mình đi Dubai là mình tính tiền theo tiền Dubai thì mình bảo chưa bọn anh không hiểu. Hả? Mình đi Dubai mà mình tính tiền Dubai thì mình còn ăn được, mà mình đi Dubai mình quy đổi, nhiều người quy đổi ra tiền Việt á. Sao rồi? Không có ai. Dạ tôi thấy cái giá nó hơi. Hàng nhịn luôn đúng không? Dạ đúng. Cậu như mà anh hỏi như thế để gọi là cho khán giả của anh biết, cho khán giả biết thôi để người ta còn có cái kế hoạch cho ta đi Dubai. Đúng rồi, chứ là đây là giới thiệu với em, đây là đại gia Hải Dâu. Đấy. Vừa mới đóng phim Hải Tết xong hát đại gia chân đất đấy. Đại gia chân đất đấy, em không biết rồi. Hải Dâu cầm heo rồi. Nên em cũng có một kinh nghiệm, cũng chia sẻ với em luôn. Nếu mà nhiều khách mà đi Dubai á thì mình tính ra tiền Dubai nha, quy đổi tiền Việt. Không, nó rẻ. Còn nếu quy đổi tiền Việt là đa phần người Việt mình là không, họ cứ nói là nó đặt. À. À. Từ nghe toàn 100.000 mấy triệu. Dạ. À. Như bạn như vậy. Lúc em mới qua cũng vậy, ăn cái gì nó cũng quy đổi ra tiền Việt, em cũng dám ăn, em còn bị đói không. À. Bây giờ bọn thế thì suất cơm này nó không phải là 49 mà 490 thì có được không? 490 Việt Nam. 490 tiền Dubai. Có chứ anh. Có không? Có gì đâu, tức là làm tôm hùm mấy cua hoàng đế à thôi. À thì đơn giản. Nó đơn hơn. Có nhà hàng đấy không? Dạ em cũng không gần. Yêu cầu các bạn làm được mấy? Rau à? Rau ở bên này các nó mới là đắt này. Có khi tô rau này. Trồng được. Nhập khẩu à? Nhập khẩu đấy. Tô bay làm được hết. Trả đá đi, cho tô đá đi. Ăn hết đi, sếp nha. Gần hết rồi này. Đấy. Nhưng mà con cá này phải nói là họ nướng lên ấy cũng rất dễ ăn. Cái sao mình nói là dễ ăn bởi vì là có tí cá mắm các bạn ạ. À nước mắm. Nó cứ đậm đậm là cứ
cứ ấy mà là vụt thôi. Cái món đặc trưng của người dân Dubai ở bên họ hay ăn là món như món gì em? Món này nó có một cái món là khoozy anh ạ. Làm một cái nồi cơm to nhá. Nhiều gia vị. Nó chuẩn con dê, con cừu ở trong. Là một cái bài khay cơm to tướng này. Một khay to lớn lớn như này. Cừu, dê, một món này ăn nhiều. Bắt đầu là mỗi người một cái đĩa, cầm một dao cứ xẻ từng miếng một ra. Lấy từng suất cơm, ăn cơm. Họ cũng ăn bốc, nhưng mà có những bữa tiệc họ cũng sẽ dùng dao dĩa. Cho nó lịch sự. À, thế mình muốn ăn cái món đấy thì ăn ở đâu em? Thì mình đặt nhà hàng đấy mình đi thôi ạ. Kiều. Nhà hàng ở đâu em? Em biết không? Có anh. Có nhà hàng Thịt Lạc Đà mà. Có nhà hàng Thịt Lạc Đà nữa đúng không? Có Thịt Lạc Đà không? Có anh. Không, như bọn anh Lạc Đà là bọn anh nuôi. Cho nên bọn anh không thịt, thì thịt kiều ấy. À, thịt luôn. Lạc Đà là chỉ có nuôi thôi. Không thịt. Thịt kiều. Sẽ em bố trí xem là từ nay đến hôm bọn anh xuất cảnh là em bố trí cho bọn anh bữa thịt kiều đúng không ạ? Bữa thịt kiều là bọn anh chia sẻ với khán giả những cái hay ho của nó đúng không? Dạ. Được không em? Ý em thế nào? Quá uy tín anh ạ. Ờ đúng rồi. Chốt nhá. Chốt. Từ đó hôm nay là sẽ có một bữa thịt kiều. Có mài này em cứ cho bọn anh thưởng thức hết những cái độc lạ của Dubai. Nhất chi anh? Ok. Hôm nay đã mất công đi thì mà may hôm nay gặp là hướng dẫn viên rất là nhiệt tình luôn. Đấy, cũng là một trong những khán giả của kênh Sapa TV. Một lần nữa mà khán giả của kênh Sapa TV muốn sang đây có những trải nghiệm như kiểu anh ấy thì gọi cho Tùng một số nào nhỉ? Số điện thoại của em là 054-328-6789. À ok. Đầu là cộng 971. À đấy. Cộng 971. Còn là ngày hôm nay thì anh em mình cũng từ sáng giờ là cũng quần quại tương đối rồi. Bây giờ về tranh thủ về check-in khách sạn các bạn ạ. Đấy, còn video ngày hôm nay thì xin phép kết thúc tại đây. Nếu mà các bạn có ở Việt Nam thì hãy nhớ ủng hộ bia Cheetah con báo cũng như là bia Camel. Đấy, để anh em mình có thêm chút kinh phí đi quay nhiều những cái địa điểm hay đẹp. Giờ thì xin chào hẹn lại tất cả các bạn và những video kế tiếp của anh em mình nhé. Bye bye. Của cháu Hải này là có những cái